Chương 71, chức hổ cùng đàn sói, cầu phiếu phiếu, ông Văn đi theo Miêu Hân Di đi vào Lâm Triết Viễn bên ngoài phòng làm việc, để ông Văn mình đi vào, nàng mặc dù là Lâm Triết Viễn thê tử, nhưng ở đây nàng là Lâm Triết Viễn hạ cấp, Lâm Triết Viễn trên thân quấn lấy một vòng băng vải, cùng L tiên sinh ở giữa chiến đấu để hắn nhận lấy thương rất nặng, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi tìm ta có chuyện gì không, thời gian của ta thế nhưng là rất đáng tiền. Ông Văn Lệ của Ba Hoa nói nên hỏi thì hỏi đề, ngươi tại vừa rồi tại gian phòng kia đã trả lời xong, lại mời ngươi gia nhập hiệp hội, ngươi đoán chừng cũng sẽ không tới, vì lẽ đó ta lần này để ngươi qua đây, chủ yếu có hai chuyện, hai chuyện. Ông Văn Nghi hoặc hỏi, Lâm Triết viễn duỗi ra một ngón tay nói, thứ nhất, Cố Phán hề đã rời đi phù dung hà thị, ông Văn nhún vai, hiểu rõ nói, ta liệu đến, nàng là du lịch liệp giả, không có khả năng tại một chỗ đợi quá lâu, ngày hôm qua thời điểm nàng cho ta gửi thư đến một bao đồ vật nói là cho thù lao của ngươi hiện tại ngươi tiếp thu một cái đi lâm triết viễn giao cho ông văn một cái tinh xảo hộp gỗ cho thù lao của ta đến rồi ông văn nhãn tình sáng lên nhìn thoáng qua lâm triết viễn về sau liền đem cái kia cái rương ôm vào trong ngực không có mở ra hắn chuẩn bị sau khi về nhà lại mở ra cái hộp này lâm triết viễn cười khổ một tiếng nói ngươi không cần như thế cảnh giác ta biết bên trong là cái gì gửi thư đến thợ săn hiệp hội đồ vật cũng phải cần trải qua kiểm tra, mà lại thứ này chúng ta Phù Dung Hà phân bộ cũng bỏ tiền, ngươi đoạn thời gian này như thế sinh động săn giết quái vật, cùng ngươi tại Phù Dung Hà nhạc viên bên trong hiệp trợ, những này nên cho thù lao của ngươi ta tất cả đều giao cho Cố Phán Hề, chính là vì mua cho ngươi vật này, vậy ta còn hẳn là cảm ơn ngươi đi." Hắn kiểu nói này về sau, ông văn cũng không tốt tại hẹp hòi, thế là tràn ngập mong đợi mở ra hộp, trong hộp trang là hai thanh thương một thanh hơi lớn chút, màu đen màu lót phía trên có màu đỏ cam hổ văn, một thanh khác nhìn tiểu xảo một chút, thuần trắng màu lót có màu lam sói văn, mỗi thanh súng bên cạnh trưng bày 10 viên đạn, 10 khỏa màu đen 10 khỏa màu nâu xanh. Lâm Triết Viễn chỉ vào cái kia hai thanh thương nói, đây là chỉ có du lịch liệp giả đẳng cấp trở lên liệp ma nhân, mới có thể làm được mặt hàng cao cấp, liền xem như ta cũng rất khen tị, màu đen đoạt gọi trước hổ, xạ tốc rất chậm, nhưng uy lực to lớn, cái kia 10 khỏa màu đỏ đạn là bạo liệt đạn, từ thanh thương này bắn đi ra uy lực cũng không so RPG súng phóng tên lửa yếu, đối quái vật sát thương thậm chí càng mạnh, liền xem như bắn ra phổ thông đạn cũng có đạn liệt ma sát thương hiệu quả, nếu như sử dụng đạn liệt ma, uy lực thì càng thêm cường đại, cái kia một thanh màu trắng súng, tên gọi đàn sói, thanh thương này uy lực cùng phổ thông súng ống đồng dạng, có hai loại xạ kích hình thức, yên lặng xạ kích cùng phân tán xạ kích, xạ tốc rất nhanh, về phần bao nhanh muốn ngươi tự mình thể nghiệm mới biết được, cái kia 10 viên đạn là xuyên thấu đạn, cho dù là thép tấm cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Nghe Lâm Triết Viễn miêu tả, ông văn mắt sáng rực lên, vuốt ve cái này hai thanh thương tay thậm chí đều có chút run rẩy, tựa như đang vuốt ve trong mộng của mình tình nhân, đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ đại sát khí, cái này hai thanh thương bức cách, quả thực song bạo trước đó súng phóng tên lửa, cái này trong hộp còn có cách tầng, mở ra nhìn xem. Lâm Triết Viễn nói với Ôn Văn, Ôn Văn dựa theo Lâm Triết Viễn chỉ thị, mở ra hộp gỗ cách tầng, nhìn đến phía dưới vậy mà chứa năm hộp đạn, mỗi hộp 40 khỏa, đây chính là 200 quả đạn liệt ma, lần trước 20 khỏa đạn liệt ma, tiết kiệm Ôn Văn còn không dùng hết, lần này liền đến nhiều như vậy, Lâm Triết Viễn chỉ vào những viên đạn kia nói, những viên đạn này xem như phù dung hà phân bộ tặng đưa cho ngươi, đặc thù đạn giá cả quá cao, bình thường dùng đạn liệt ma thay thế tương đối tốt. Cái này có chút quý giá đi. Ông Văn đem đạn nhét vào mang theo trong người trong bọc, ra vẻ nhăn nhó nói, cũng không quý giá. Trên thực tế thứ này là có thể sản xuất hàng loạt, chỉ bất quá đối với các ngươi những này thợ săn tự do muốn hạn lượng cung ứng. Thế nào, có muốn hay không gia nhập hiệp hội xúc động? Lâm Triết viễn dụ hoặc nói, ông Văn biểu môi, hắn mới sẽ không bị viên đạn bọc đường đánh bại đâu, từng. Cái này hai thanh thương đã đầy đủ cường đại, cho nên chúng ta thợ săn hiệp hội đưa cho ngươi cái kia súng phóng tên lửa ngươi tổng làm ra động tỉnh lớn chúng ta không tiện bàn giao nhìn ông văn rất thích cái này hai thanh thương lâm triết viễn thử thăm dò hỏi không có khả năng đó là của ta các ngươi cho ta ông văn trực tiếp cự tuyệt lâm triết viễn súng phóng tên lửa là nam nhân lãng mạn muốn đem súng phóng tên lửa muốn đi chính là muốn đem ông văn lãng mạn cướp đi lâm triết viễn thở dài một tiếng nói tốt a à. Ai, chỉ hy vọng ngươi lần sau không cần tại nhiều người địa phương sử dụng, dạng này chúng ta sẽ rất khó làm. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên, một người mặc màu đen giáo phục trước ngực treo thuần ngân thập tự đỡ, mang trên mặt một mặt thuần mặt nạ màu trắng người đi đến. Ông Văn kinh ngạc nhìn xem người này, giáo phục chỉ có sáng thế dậy người biết sẽ mặc, nhưng sẽ rất ít mặc giáo phục tại đường cái đi lại, hơn nữa còn mang theo mặt nạ giống như nhận không ra người đồng dạng. Ta là mới tới liệt ma nhân, lệ thuộc vinh quang giáo đường, đoạn thời gian này ta sẽ tại phù dung hà thị tiến hành làm việc tên của ta là diêm tu người này lạnh giọng nói theo thanh âm nhìn lại người này niên kỷ có vẻ như không là rất lớn nhưng giọng nói giống như người khác thiếu tiền hắn đồng dạng còn có vinh quang giáo đường là cái gì tổ chức ta làm sao chưa từng có nghe qua ông văn đánh giá diêm tu nghĩ phải hiểu rõ lai lịch của hắn ông thám tử chúng ta nói chuyện dừng ở đây người đi ra ngoài trước đi cung thúc ngay tại trong phòng bệnh Ngươi nếu là muốn đi xem liền gọi ta thư ký dẫn ngươi đi, Diêm Tu sau khi đi vào, Lâm Triết Viễn cũng liền không lại cùng Ôn Văn nói chuyện phím giữa bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn cần, được rồi, vậy ta liền đi ra ngoài trước, đúng, thứ này cảm ơn ngươi. Ôn Văn hoảng trong tay cái trương nói, hắn biết rõ cái này hai thanh thương có giá trị không nhỏ, Cố Phán Hề có thể làm đến loại này mặt hàng cao cấp, Lâm Triết Viễn đoán chừng cũng ra một phen khí lực, sau đó ông Văn vỗ vỗ Diêm Tu bả vai nói, mới tới về sau thật tốt ở chung nha diêm tu đem ôn văn tay cầm xuống dưới liếc xéo ôn văn liếc mắt trong mắt có chán ghét có cao cao tại thượng lại duy chỉ có không có một tia hiền lành tốt a à, đây cũng là một cái khó mà chung đụng người ông văn không có để ý diêm tu thái độ ác liệt hắn không phải bánh trái thơm ngon không yêu cầu xa vời mỗi người đều thưởng thức hắn trừ mỹ nữ hắn cũng không muốn người khác thưởng thức hắn đi ra lâm triết viễn văn phòng Ông Văn để Miêu Hân Di dẫn hắn đi cung thúc gian phòng. Hắn muốn đi thăm viếng một chút. Đúng rồi, Tẩu Tử, ta muốn hỏi hỏi Vinh Quang giáo đường là lai lịch thế nào. Ông Văn cùng sau lưng Miêu Hân Di hỏi. Miêu Hân Di uống nắng nói, xin gọi ta Miêu Thư ký, người biết sáng thế giáo hội đi. Ta đương nhiên biết. Tín ngưỡng tạo vật chủ là liên bang lớn nhất hợp pháp tôn giáo, có mấy ngàn năm lịch sử, có mấy cái đại khu thậm chí toàn dân đều tín ngưỡng sáng thế giáo hội. Ông Văn không có suy nghĩ thuận miệng nói ra sáng thế giáo hội tư liệu, cứ việc liên bang không phải mỗi người đều tin giáo, nhưng liên quan tới sáng thế giáo hội tri thức, lại là mỗi người đều biết. Chương 72, Vinh Quang Giáo Đường Vinh Quang Giáo Đường liền là sáng thế giáo hội hạ hạt siêu năng giả tổ chức, nói đến cũng coi là bí ẩn tổ chức, bất quá mấy trăm năm trước thợ săn hiệp hội có thể thuận lợi tạo dựng lên, cũng là có Vinh Quang Giáo Đường đại lực ủng hộ, tại thợ săn hiệp hội hưng khởi trước đó, Vinh quang giáo đường một mực tại cùng đủ loại thế giới bên trong sinh vật chiến đấu, cho dù là hiện tại vinh quang giáo đường cùng thợ săn hiệp hội cũng là quan hệ hợp tác, rất nhiều vinh quang giáo đường siêu năng giả đồng thời cũng là liệt ma nhân, dạng này a, à. Ta coi là sáng thế giáo hội liền là một cái đơn thuần tôn giáo đâu, ông văn gãi gãi cái cầm, ngẫm lại về sau cũng liền bình thường trở lại, đã theo sáng thế giáo hội trộn được thánh thủy, có thể đối nữ quỷ hút máu đào thanh thanh tạo thành tổn thương cùng yếu hóa, muốn nói sáng thế giáo hội cùng siêu sức mạnh tự nhiên không có quan hệ, cũng nói không thông. Bất quá, mặc dù vinh quang giáo đường cùng hiệp hội tương đối thân cận, nhưng cũng không cần bởi vậy liền đối vinh quang giáo đường quá mức thân cận, làm một bí ẩn tổ chức. Vinh quang giáo đường trong âm thầm đến cùng có hay không nhận không ra người hoạt động, không ai nói rõ được, làm lâm triết viễn thư ký. Miêu Hân Di có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật tư liệu, nhưng những này cơ mật nàng không cách nào cùng người nói rõ đây là thợ săn hiệp hội kỷ luật thế giới này thật đúng là cùng ta nguyên lai like tưởng tượng khác biệt a à. ông văn cảm thán nói càng là hiểu rõ liền càng phát ra phát hiện mình không biết đồ vật quá nhiều không ai có thể dòm ngó thế giới này toàn cảnh chỉ cần thế giới bên trong vẫn tồn tại một ngày liền nhất định sẽ có chúng ta không thể nào hiểu được sự tình tồn tại miêu hân di cũng đi theo cảm thán một tiếng nàng mặc dù không phải một cái siêu năng giả nhưng cũng đối này tràn đầy cảm thụ với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, không rõ ràng đồ vật cũng càng nhiều. Một đường ôn văn thấy được rất nhiều phòng bệnh, những này cửa phòng bệnh đều có hàng rào sắt, tựa như thật bệnh viện tâm thần đồng dạng. Bên trong bệnh nhân có thần sắc ngốc trệ trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì, có ngoài định mức mọc ra kỳ quái khí quan, có bề ngoài nhìn cùng người bình thường đồng dạng, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có cùng loạn điên cuồng. Ông Văn dừng ở một cái cửa phòng bệnh, nhìn xem một cái mọc ra bốn tay bốn chân nữ nhân, giống như là nhện đồng dạng tại trong phòng bệnh bò qua bò lại, dựng thẳng vách tường, trần nhà, nàng nghĩ ở nơi đó bò liền ở nơi đó bò, t. Các ngươi thợ săn hiệp hội có hay không trong phim ảnh loại kia tơ nhện, cho nàng trang bị bên trên, có thể ra ngoài cô nữ Spiderman, hoặc là dùng nàng đi điện ảnh, còn có thể cho các ngươi nhiều làm một chút kinh phí. Ông Văn tấm Tắc lấy làm kỳ lạ nói, những người này có ngươi khả năng gặp qua, đều là sân chơi sự kiện bên trong người bình thường, bọn hắn nhận lấy một con kia tai biến cấp quái vật ảnh hưởng, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Miêu Hân Di đứng ở ôn văn bên cạnh, chỉ vào cái kia nhận đồng dạng nữ nhân nói, trong đó một chút chịu ảnh hưởng nhỏ bé, đã trị liệu hoàn tất đồng thời thanh trừ ký ức đưa đi về nhà, những thứ này, những này thế nào? Ôn văn lông mày nhướng lên hỏi, nếu như bọn hắn vận khí tốt có thế được chữa trị tốt, vậy liền sẽ được đưa về trong nhà, nếu như vận khí không tốt, Tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Có thể sẽ bị tiêu hủy, Ông Văn sửng sốt một chút nói, tiêu hủy. Là giết chết, không sai, liền là giết chết, thi thể cũng phải tiêu hủy, đồng thời ở trong xã hội xóa đi bọn hắn đã từng tồn tại qua vết tích, Miêu Hân Di nặng nề nói, bởi vì lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, bọn hắn liền lại biến thành cấp thấp nhất quái vật, mặc dù ngay cả tai họa cấp cũng không tính, nhưng cũng nhất định phải tiêu hủy, Ông Văn thở dài một tiếng. Đối tai biến cấp quái vật lại thêm chút sợ hãi, vẻn vẹn một ngón tay cùng con mắt dáng Lâm tại thế, liền tạo thành nhiều như vậy người bình thường dị biến, nếu như hoàn toàn dáng Lâm, sẽ là cái gì quan cảnh. Đúng rồi, trước ngươi đưa tới cái kia phần lưng thụ thương ai không phải đại khu nam nhân, đã tại hai ngày trước khỏi hẳn, đồng thời trải qua ký ức sửa chữa, hôm nay đã sớm liền đã đưa về trong nhà đi. Miêu Hân Di bỗng nhiên nói, phần lưng thụ thương nam nhân, là Wilson Sần tiên sinh à? tạ ơn nhắc nhở, một hồi ta muốn đi tìm hắn đòi tiền. Đúng vậy, ông Văn phản ứng đầu tiên là muốn đi đòi tiền, trước đó bởi vì Wilson tiên sinh một mực bị giam giữ tại thợ săn hiệp hội, vì lẽ đó ông Văn cũng một mực không có thu được Wilson phu nhân số dư, mà bây giờ hắn có thể đi đòi tiền. Miêu Hân Di lắc đầu, nàng nói cho ông Văn cái này, cũng không phải để hắn đi đòi tiền a, à, đi một đoạn đường, nàng chỉ vào phía trước một cái phòng nói, đến, nơi này chính là cung thúc phòng bệnh ta chờ ngươi ở ngoài ông văn đẩy cửa đi vào trông thấy cung thúc liền nằm tại trên giường bệnh trên thân cắm đủ loại cái ống cả người đều gầy đi trông thấy cũng có lẽ bây giờ là hắn cái này lôi thôi nam nhân sạch sẽ nhất thời điểm đi hắn vẫn còn trong hôn mê l tiên sinh lưu hạ độc dịch 10 phần ác độc cho dù là thợ săn hiệp hội chữa bệnh điều kiện vẫn là không cách nào đem hắn cứu tỉnh thậm chí tình huống còn tại chuyển biến xấu bên trong l tiên sinh trực tiếp đem nọc độc tim vào đến trái tim liền xem như phổ thông độc tố cũng đủ lấy trí mệnh chớ nói chi là loại kia người bình thường dính chết ngay lập tức mảnh độc trên thực tế nếu không phải là bởi vì cung thúc là một cái siêu năng giả thể nội siêu năng lực lượng tại hết sức cứu vãn tính mạng của hắn chỉ là cái kia mở ra lồng ngực một đau là đủ lấy mạng của hắn ông văn nhìn cung thúc vài lần ánh mắt bên trong không có quá nhiều bi thương hô hy vọng ngươi mau mau tỉnh dậy đi ta còn thiếu ân tình của ngươi nếu như ngươi tỉnh không đến vậy cái này liền xóa bỏ nói xong một câu nói kia về sau ông văn xoay người rời đi hắn không lại ở chỗ này giống như là lãm nhảm việc nhà đồng dạng cùng cung thúc trò chuyện thật lâu xác nhận cung thúc hiện tại trạng thái liền có thể rời đi nhanh như vậy miêu hân di kinh ngạc nói với ôn văn ông văn thẳng đi ra ngoài lạnh nhạt nói không có chuyện gì để nói ta kỳ thật cùng hắn không phải rất quen miêu hân di ngạc nhiên nhìn xem ôn văn bóng lưng cảm thấy có chút buồn cười nếu quả như thật một chút quan hệ không có, ngươi lại vì cái gì đến xem hắn đâu. Chấm chấm chấm. Theo bệnh viện tâm thần bên trong rời đi về sau, ông Văn chưa có về nhà, mà là lái xe tới đến Wilson tiên sinh nhà. Đúng vậy, ông Văn ngay lập tức liền đến đòi tiền. Hắn gõ cửa một cái, qua một hồi lâu, Melissa mới mặc áo ngủ đem cửa mở ra. Ông Văn nhẹ ngửi hai lần, ngửi thấy một chút đặc thù mùi, trên mặt biểu lộ cũng biến thành quỷ dị. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Wilson tiên sinh rời nhà lâu như vậy, Melissa phòng không gối chiếc 10 phần tịch mịch, Wilson trở về về sau lập tức phóng túng một chút, cũng là có thể lý giải, Wilson tiên sinh đã về đến trong nhà, ta đến thu một chút số dư, thuận tiện thăm hỏi một chút hắn tình huống, được rồi, ngươi vào đi, Wilson tiên sinh mặc quần bãi biển, hất lên một cái khăn tắm đi ra, thấy là ôn văn về sau hắn bị hù giật mình, trực tiếp phản về phòng ngủ, chờ một lúc mặc một thân vừa vặn tây trang đi ra. Melissa oán trách nhìn xem Wilson, Người mặc như thế chính thức làm gì, ông tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên muốn chính thức một chút, cho dù ôn văn đem sau lưng của hắn làn da làm rối tinh rối mù, cho dù hắn kém chút bị ôn văn giết chết, tại Wilson trong trí nhớ, ôn văn vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn, thế nhưng là, không biết vì sao, hắn cảm thấy ôn văn có chút đáng sợ, bởi vì lúc trước hắn bị ôn văn đánh tơi bời tràn cảnh, đã ấn đến linh hồn của hắn chỗ sâu, hắc hắc không cần như vậy khách sáo, tiền cho đúng chỗ liền tốt. Ông Văn hiếp mắt, miễn cười nói, chương 73, thu ngân viên ủy thác, theo yêu sần nhà đi ra, ông Văn rất hài lòng, số dư phân lượng tương đương đủ, chí ít hắn mua xe tạo thành tài sản thâm hụt là bổ sung trở về. Tại cùng yêu nói chuyện phím bên trong, ông Văn biết trong ký ức của hắn, hắn là bị tổ chức khủng bố bắt cóc, mà ông Văn một người đơn thương độc mã đem hắn cứu ra. Về sau, hắn bị chính phủ nhốt lại tiến hành cách ly điều tra, hôm nay mới bị thả lại tới, thợ săn hiệp hội ký ức cải tạo kỹ thuật, thật mười phần biến thái, nếu không phải chỉ có thể đối với người bình thường sử dụng, đối linh cảm hơi mạnh mẽ người đều không thể có tác dụng, ông Văn thậm chí sẽ đem thợ săn hiệp hội xem như thứ nhất địch giả tưởng, nói đến, tại liên bang kỳ thật căn bản không có thành quy mô tổ chức khủng bố, hoàn toàn do nhân loại tạo thành phi pháp tổ chức, nguy hại lớn đến mức nhất định phái mấy cái siêu năng giả đi qua liền giải quyết, hiện hữu mấy cái mười phần nổi danh tổ chức khủng bố, nhưng thật ra là thợ săn hiệp hội cùng quan phương dắt tay làm ra cổng nồi hiệp, nếu có cái gì thoát ly trưởng khống sự tình xuất hiện, những này tổ chức khủng bố liền sẽ đứng ra, tuyên bố đối khởi sự kiện phụ trách, qua nhiều năm như vậy, cũng vì thợ săn hiệp hội giảm bớt không ít áp lực, đây cũng là ôn văn trở thành thợ săn tự do về sau mới biết, cầm tới tiền về sau, ôn văn vẫn là không có về nhà mà là đi cho Đào Thanh Thanh mua mèo bồn sủng vật cửa hàng. Hắn thích đem sự tình đều góp nhặt đến cùng một chỗ, sau đó một lần đi ra ngoài toàn bộ giải quyết, lần lượt đi ra ngoài với hắn mà nói hoàn toàn là sống tốn thời gian. Lần này hắn muốn cho Hồ Ấu Lăng cũng mua một con mèo bồn, cùng là sủng vật không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cốt A, chủ yếu là Hồ Ấu Lăng mấy ngày gần đây nhất một mực tại dùng cái kia dính hợp lại bắt ăn cho chó, hiện tại đã khó mà đã chịu vì lẽ đó ôn văn muốn mua cho nàng một cái thau cơm. Mặt khác, hắn còn muốn cho tam nhãn huyển quan rắn mua một cái nhỏ pha lê bể cá, những ngày này một mực dùng bồn rửa mặt nuôi, nhìn có chút có trướng ngại thưởng thức. Nói đến tam nhãn huyển quan rắn con hàng này kỳ thật rất dễ nuôi, chỉ cần ngẫu nhiên nhớ lại cho nó chút thức ăn nước uống, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Giống một ít sủng vật muốn nuôi, còn hiểu hơn cái gì có thế cho ăn cái gì không thể uy, muốn làm sao uy muốn nuôi dưỡng ở cái gì hoàn cảnh bên trong mới tốt nhất, còn cần đi sủng vật phòng khám bệnh định kỳ kiểm tra. Cái này tiểu xà khác biệt, nó sinh chắc nịch, cho dù hai con răng đều bị ôm văn nhổ, cũng ăn mà mà hương, vô luận là thịt tươi, ăn cơm thừa rượu cặn, thậm chí cả đậu phộng sát gạo sống hạt, vẫn còn ấm văn rửa chân lúc cạo xuống chân da, đầu này tiểu xà đều có thể ăn 10 phần thơm ngọt, mà lại nuôi nấng mấy ngày sau, đầu này tiểu xà vậy mà cùng ôm văn có chút thân cận ngẫu nhiên thậm chí sẽ làm ra một chút lấy lòng ôn văn cử động vì lẽ đó ôn văn mới chuẩn bị cho nó đổi cái hoàn cảnh chuẩn bị xem như sủng vật nuôi loại này phối hợp hắn tiểu sủng vật hắn coi như muốn dùng bị cảm nắng đánh nhau loại hình lý do đưa đến bờ sông đồ nướng cũng không đành lòng cửa hàng thú cưng nhân viên thu ngân nữ ngồi tại trước quầy thu tiền dùng cánh tay chống đỡ lấy đầu mặt mũi tràn đầy là vẻ u sầu nhìn tâm tình không thật là tốt bỗng nhiên trên cửa linh đang vang lên nàng vội vàng ngồi thẳng thân thể đây là có khách nhân đến làm nàng nhìn thấy là ông văn về sau sắc mặt lập tức biến đổi nàng còn nhớ rõ gia hỏa này cho nàng lưu lại khủng bố ký ức nhưng cho dù sợ hãi nàng cũng phải nỗ lực bảo trì dáng tươi cười đây chính là làm việc trước đó ông văn tới qua cái tiệm này tự nhiên biết nơi này có cái gì không có cái gì chỉ đơn giản đi dạo một vòng liền lấy được vật mình muốn một cái màu sắc khác nhau mèo bát ăn còn có một cái pha lê bể cá Thu ngân viên nhanh chóng tính tiền, nghĩ mau mau đem tên ôn thần này đưa tiễn, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được cái này cái nam nhân giống như cùng lần trước không đồng dạng, rất đẹp trai nha, nhìn xem ôn văn mặt, nàng lại có chút đỏ mặt, lăn tại nguyên chỗ không biết suy nghĩ cái gì, ôn văn gãi gãi đầu, đây chính là hồ ấu lăng mị hoặc năng lực hiệu quả đi, cho dù không mở ra cũng có gia tăng khác phái lực hấp dẫn năng lực, năng lực này hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm, hắc hắc hắc, bất quá đã hiệu quả sức mạnh như thế, lúc trước mình vì cái gì không có bị hồ ấu lăng hấp dẫn chứ, chẳng lẽ là bởi vì ta là biến thái, xem ra biến thái vẫn là có chỗ tốt, về sau còn muốn thích hợp lại biến thái một chút, khụ khụ, ngươi nên cho ta tính tiền. Ông Văn nhắc nhở Thu Ngân Viên nói, a a, à, thật xin lỗi thật xin lỗi, tiên sinh, ngài đây là lại nuôi một đầu mèo sao, là cái dạng gì con mèo đâu, nàng một chuỗi vấn đề hỏi tới, chỉ vì hôm nay ông Văn nhìn đẹp trai một chút, Thái độ liền cùng Nguyên Lai có sự bất đồng rất lớn, con mèo là lại nuôi một đầu, mới tới luôn luôn phát tao, cùng Nguyên Lai con kia lão cãi nhau, phiền chết. Ông Văn Nghĩ Nghĩ nói, đó chính là một đầu dính người tiểu yêu tinh đâu, thật khiến cho người ta ghen tị, nhà ta con mèo có thế cao lãnh, bất quá cùng dân bản địa đánh nhau vấn đề phải thật tốt chú ý một chút, để cá ngài là chuẩn bị dùng để nuôi cá sao, phải cẩn thận con mèo ăn vụn A, thu ngân viên xích lại gần hồ nói ông văn nhếch miệng cười lên không nuôi cá nuôi rắn thu ngân viên giật cả mình nàng tương đối sợ hãi rắn một loại kia lãnh huyết sinh vật xem ra nàng không thể cùng cái này soái ca tiến tới cùng nhau bất quá cho dù nuôi rắn hắn cũng rất đẹp trai a à. toàn bộ tính tiền quá trình thu ngân viên đều ở vào hoa si trạng thái để ông văn nhìn có chút đau đầu nếu như hắn về sau gặp phải mỗi một nữ tính đều là thái độ này hắn còn không phiền chết dù sao trên thế giới này trừ đẹp mắt mỹ nữ còn có chút không quá đẹp mắt sử nữ, tại Ôn Văn nhanh muốn lúc ra cửa, Thu Ngân Viên hơi có chút thất vọng, nàng muốn nhiều cùng Ôn Văn trò chuyện một hồi, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, ấm, Ôn tiên sinh, ngày lần trước nói nếu như gặp phải chuyện kỳ quái gì, có thể tìm ngài giải quyết đúng không? Ôn Văn nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ nàng gặp siêu tự nhiên sự kiện. Lúc trước cho nàng lưu lại danh thiếp quả nhiên là chính xác, không sai, ta là một cái thám tử tư. Chuyên môn xử lý không phải bình thường vụ án, bình thường bản án ta là không động vào. Thu ngân viên do dự một chút nói với ôn văn, là như vậy, ta có một người bạn, là mở ổ chó, hắn ổ chó bên trong gần nhất xuất hiện một đầu kỳ quái chó, con chó này rất thông minh, thông minh để hắn có chút sợ hãi, hơn nữa còn có một chút kỳ quái đam mê, cái này khiến hắn rất bất an, tặng người không có có người muốn, hắn lại không đành lòng để con chó này chó đi lang thang đã bởi vì con chó này phát hỏa đã mấy ngày, không biết đây có phải hay không tại ngài giải quyết phạm vi bên trong. Ông Văn khóe miệng hơi co rúng, đây là cái quỷ gì nhiệm vụ, nếu là bình thường thám tử khẳng định liền vung tay liền đi, để một cái thám tử đi điều tra một con chó, quả thực liền là nhân cách lên vũ nhục. Bất quá dù sao hiện tại ông Văn nghề chính đã không phải là trinh thám rồi, vì lẽ đó cũng không có một nói từ chối, ngươi cũng biết, ta là thám tử, mà không phải một cái bác sĩ thú y nếu như ngươi con chó kia chỉ là phổ thông kỳ quái, ta là sẽ không để ý, nhưng nếu quả như thật rất kỳ quái, ta có thể cân nhắc thụ lý cái này vụ án, thật sao? Thu ngân viên cao hứng kém chút nhảy dựng lên, ta cho ngươi xem một chút hình của nó ngươi sẽ biết, con chó này thật rất kỳ quái, nàng lấy ra một tờ ảnh chụp, biểu hiện ra cho ôm văn nhìn, Ôm văn nhìn về sau, lông mày nhướng lên, ngươi xác định ngươi đây không phải trên mạng tìm biểu lộ bao cho ta, chương 74, mặt người hát si thu ngân viên cho ôn văn bức ảnh kia lên rõ ràng là một đầu hắc xi loại này loài chó bởi vì hai đặc chất mà chuẩn bị được mọi người yêu thích nhưng trong tấm ảnh con chó này đã không phải là hai vấn đề ôn văn vậy mà theo cái này hắc xi trên mặt thấy được nhân loại biểu lộ không thần thái giống mà là thật giống bờ môi con mắt cái mũi lỗ tai đều có thể nhìn ra nhân loại ngũ quan cái bóng nếu như không phải cái này thu ngân viên tốt xấu có một ít linh cảm cùng người bình thường không giống nhau lắm ôn văn thậm chí sẽ cho rằng nàng tại đùa hắn. Không phải, ta làm sao có thể cầm một tấm lưới lạc hình ảnh cho ngươi xem. Đây là thật, nếu không hắn cũng không sẽ như thế đau đầu. Nàng có chuyện chưa nói rõ, sự tình kỳ thật xa hoàn toàn không phải một đầu quái chó vấn đề. Mở ổ chó nam nhân kia là nàng thời cấp 3 đồng học, hai người quan hệ phi thường tốt, xem như nàng nam khuê mật. Mấy ngày gần đây nhất một mực có cho tới con chó này, hôm qua gọi điện thoại nói đến đây con chó thời điểm, hắn thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, vì nuôi chó, nam nhân kia một nhà mướn biệt thự, mà đầu này hắc si bởi vì dáng dấp có đặc điểm, bị bọn hắn nuôi trong nhà cùng người nhà cùng một chỗ ở lại, ban đầu, ban đêm thời điểm, thường xuyên có thể nghe được tiểu hài chơi đùa tiếng vang, ngẫu nhiên hoa mắt lúc thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ bóng da loại hình đồ chơi, nhưng một nhìn kỹ liền không thấy được, mà nhà bọn hắn, không có tiểu hài nhi, về sau, theo con chó này càng phát quái dị, ổ chó bên trong không thể tưởng tượng sự tình càng ngày càng nhiều bị xê dịch vị trí vật phẩm ngẫu nhiên lấp lóe ánh đèn không hiểu đánh tới hàng khí ban đầu bọn hắn không có tưởng rằng chó vấn đề liền mang theo con chó này tạm thời chuyển tới một địa phương khác ở nhưng là quái dị hiện tượng một mực tồn tại thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng về sau theo con chó này bộ mặt biểu lộ càng lúc càng giống người bọn hắn cho rằng là con chó này vấn đề vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu nếm thử khu trục đầu này hắc nhưng là để bọn hắn sụp đổ chuyện xuất hiện bọn hắn không cách nào đuổi đi con chó này vô luận bọn hắn chuyển ở đâu con chó này đều sẽ đi theo đám bọn hắn coi như khóa ở ngoài cửa nó cũng sẽ quỷ dị xuất hiện tại trong phòng bọn hắn thậm chí cho con chó này cho ăn qua độc dược muốn giết chết nó nhưng con chó này vẫn là còn sống đồng thời đối bọn hắn một nhà vẫn như củ nhiệt tình không có chút nào thèm quan tâm bọn hắn một nhà đối với nó đánh chửi về sau chuyện quỷ dị một mực tại xuất hiện nhưng tốt đang một mực không có thành viên gia đình xảy ra chuyện cho nên, vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời như thế cư ngụ. Chấm chấm chấm. Chuyện cụ thể, thu ngân viên không có cùng ôn văn nói tỉ mỉ, nàng cảm thấy những cái kia quỷ quỷ quái quái sự tình, coi như nói ôn văn cũng sẽ không tin tưởng. Nàng chỉ có thể nói liếc mắt cũng có thể thấy được vấn đề con chó kia, tại đầu kia hắc si hiện ra quái dị trước đó, nàng liền gặp qua nó, khi đó nàng liền cảm giác con chó này làm nàng rùng mình. Thu ngân viên che che lấp lấp, ông Văn đương nhiên có thể nhìn ra được, không phải hắn trước kia thám tử liền làm không công. Ông Văn bản thân liền là một cái PS cao thủ, hắn thậm chí có thể giúp Chu Kỳ phái chế tạo vi phạm lệnh cấm ảnh chụp, vì lẽ đó hắn liên tục tử quan sát kỹ về sau, rốt cục xác định tấm hình này phía trên không có PS vết tích, cũng liền nói, con chó này thật sự dài giống như là biểu lộ bao đồng dạng, có thời gian, ta có thể đi nhìn xem con chó này, cái này rất thú vị, nuôi dạng này chó đi tại trên đường cái đều sẽ rất phong cách đi ông văn còn không xác định đây có phải hay không là siêu tự nhiên sự kiện nhưng hắn lại nhìn nhìn không vì cái gì khác liền xem như nhìn cái hiếm lạ cũng đáng giá quá tốt rồi nếu như có thể giải quyết chuyện này hắn hẳn là sẽ cho ngài thù lao thu ngân viên vỗ bộ ngực cam đoan nói đập khí lực rất lớn rung động rung động có chút có chút chói mắt nhưng ông văn không hề bị lay động trong ngục giam hồ ấu lăn suốt ngày phát phúc lợi mà lại tiêu chuẩn so với nàng lớn, có châu ngọc phía trước, hắn đối loại cấp bậc này rung rung đã hoàn toàn miễn dịch, cuối cùng ôm văn lấy được cái này thu ngân viên phương thức liên lạc, cũng biết tên của nàng, Tiêu Mới Lôi chấm chấm chấm. Hô. Thật sự là mệt chết ta. Ta lúc đầu khả năng đầu óc hóng gió, mới đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ cưỡi xe đạp ba lô lữ hành. Một cái đẩy xe đạp cô gái tóc ngắn phàn nàng nói, ha ha ha. Lý Hiểu Yến ngươi không phải cũng chơi rất vui vẻ sao? Ngày mai đoán chừng liền có thể về đến nhà. Bên cạnh một cái đồng dạng cửa xe đạp nam nhân trẻ tuổi cởi mở mà cười cười nói, ai? Cao tường ngươi mau nhìn, phía trước có cái đường cái quán trọ ai? Ta còn tưởng rằng đêm nay hai người chúng ta muốn ngủ đầu đường đâu. Lý Hiểu Yến tại bên đường thấy được một cái quán trọ, Cao hứng đối nam nhân nói, quán trọ không có có danh tự, chỉ ở phía trên treo một cái tấm bảng gỗ viết khách sạn hai vóc dáng chỉnh thể lối kiến trúc cũng mười phần phục cổ, càng đi về phía trước đoán chừng cũng không có chỗ ở, vậy hôm nay liền ở lại đây đi, bất quá chúng ta thời điểm ra đi nơi này giống như không có quán trọ, là rời đi thời điểm mới có sao. Cao Tường nhìn xem cái kia quán trọ nghi ngờ nói, chớ để ý, mau vào đi thôi. Lý Hiểu Yến đã đem xe đạp khóa kỹ, chuẩn bị tiến vào cái này quán trọ, nàng vừa đi đến cửa miệng, cửa liền bị đẩy ra, cổng đang đứng một cái chống quải trượng khô gầy lão đầu, Đầu hắn phát đều rơi sạch, một trương mặt âm trầm lên tất cả đều là nếp nhăn cùng da đống mồi, lưng không thành 45 độ thoạt nhìn như là muốn gãy mất đồng dạng. Khách nhân tới, trên lầu có thượng hạng khách phòng, Lý Hiểu Yến có chút không biết làm sao, lúc này Cao Tường đi đến phía sau nàng, nhìn xem trong khách sạn bố trí liền nở nụ cười. Trong này bố cảnh tựa như là cổ trang phim truyền hình bên trong đồng dạng, ra ngoài du lịch đều không có ở qua loại này quán trọ, hiện tại có thế không thể bỏ qua. Cao Tường ở sau lưng đẩy Lý Hiểu Yến một chút, hai người tiến vào quán trọ, đi vào về sau, hai người phát hiện không chỉ là một nhìn qua phục cổ, cái này trong khách sạn bố trí cũng 10 phần phục cổ, chỉnh thể đều là chất gỗ kết cấu, hai người thậm chí đều không có ở đây trong thấy nguồn điện, nguồn sáng dùng chính là dầu hỏa đèn, hai vị khách quan mời đi theo ta, trên lầu có thượng hạng khách phòng. Một cái điếm tiểu nhị ăn mặc người đi tới, ân cần đối hai người nói, có thể a, à, học rất giống chuyện như vậy trên tivi đều không có người nói có hương vị cao tường cười nói điếm tiểu nhị chỉ là hướng hai người cười nhẹ một tiếng liền không nói thêm gì nữa đi theo điếm tiểu nhị hai người một đường đi lên lâu trên lầu có mười mấy gian phòng ở không ít khách trọ để lý hiểu yến cảm thấy trong lòng có chút run rẩy chính là những người này nhìn như giống như rất bình thường nhưng trong mắt không có một tia nhiệt độ thật giống như bọn hắn chỉ là chút tinh xảo con rối cái này làm nàng cảm giác rùng mình nhưng cao tường lại chẳng hề để ý mang theo lý hiểu yến tiến vào khách phòng có thể vào ở nơi này là một loại mới lạ thể nghiệm bọn hắn sao có thể bỏ lỡ có cái gì so với trước phong cảnh tú lệ địa phương du lịch tốt hơn sao đó chính là ở trên đường trở về nhìn thấy tốt hơn cảnh sắc đối với cao tường đến nói chỗ này khách sạn liền là như thế trong gian phòng đó hết thảy đều để hắn cảm giác được mới lạ không có một chút hiện đại cảm giác so với đi trước phong cảnh khu nơi này càng làm cho hắn có du lịch cảm giác dưới lầu, mấy cái cổ đại trang phục người chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, chỉnh tề ngẩng đầu nhìn trên lầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một lát sau, tuyệt vọng tiếng thét chói tai theo trên lầu truyền tới, huyết thủy đem sàn nhà bằng gỗ thẩm thấu, giọt rơi trên mặt đất. Mấy người ăn ý cầm các loại công cụ, bắt đầu quét dọn, loại chuyện này, bọn hắn đã làm qua vô số lần. Chấm chấm chấm, gãy đẩy, tâm tình rất phức tạp, quyển sách này hiện tại 15 vạn chữ, 5.800 cất giữ về sau hẳn là không có đề cử. Nói như thế nào đây, kết cục này để ý liệu bên trong, cũng hợp tình hợp lý, nhưng vẫn là rất không cam tâm, tương đương không cam tâm, thấy không tin tức thời điểm, ta cả người lập tức sẽ không tốt. Nói thật, 15 vạn chữ cái thành tích này, đã so đại đa số sách tốt hơn nhiều, nhưng bởi vì một lần đề cử thất bại, liền không có lại cơ hội vùng lên, ta thật không biết nên nói cái gì. Tại lần thứ nhất lên đẩy trước đó, ta chạy trần trùng cất giữ chừng hơn 1 ngàn, lúc kia ta phi thường xem trọng ta quyển sách này, sau đó lên tới ba cái đề cử. Kết thúc, tâm tình của ta hiện tại rất phức tạp, khá phức tạp, không muốn ăn cơm loại kia. Quyển sách này so sách cũ lên khung trước thành tích tốt ba lần, nhưng không nên ở đây dừng lại. Chấm chấm chấm, hô, không nên cào nhào, nhưng nhịn không được, ta sẽ tiếp tục tiếp tục viết, đồng thời tận lực đề cao chất lượng, ta không cam tâm cứ như vậy kết thúc. Ai nói gãy đẩy về sau liền nhất định không cách nào nghịch tập hy vọng lên khung thành tích không quá chênh lệch, sau đó lên khung về sau, ta sẽ tận lực tăng thêm, ta muốn hàm ngư phiên thân, hy vọng mọi người có thể chống đỡ ta, nhiều bỏ phiếu, bình luận, để quyển sách này náo nhiệt một chút, chương 75, nhiệm vụ mới, rất nhanh, lại mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay ôn văn không có khắp nơi đi tìm quái vật, mà là tại trong nhà cá ướt muối, thu dung sở đang tiến hành thăng cấp, hắn thực sự đề lên không nổi nhiệt tình đi tìm quái vật đi săn, thật là, cái này tai ách thu dung sở tuyệt không nhân tính hóa, Người thăng cấp tốt xấu cho ta một cái thanh tiến độ A, không cho thanh tiến độ có trời mới biết lúc nào thăng cấp hoàn tất, ông văn một bên nhã rảnh, một bên tại một cái trúc phiến khắc xuống cuối cùng một bút phù văn, sau đó nếm thử tại phù văn bên trong đưa vào quỷ hút máu lực lượng, trúc phiến đầu tiên là an tĩnh một hai giây, sau đó bắt đầu lốt bốc toát ra hỏa hoa, để ôm văn luống cuốn tay chân, một lát sau toàn bộ trúc phiến đều trở nên cháy đen, thất bại có lẽ cũng không tính là thất bại, dù sao. Lần này có phản ứng không phải sao. Ông Văn ép tiếp theo xuống mảnh vỡ, đặt ở dưới mũi mặt nhẹ ngửi một chút, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên, ông Văn điện thoại vang lên, là Lâm Triết Viễn đánh tới. Quy, Lâm đội trưởng, ngươi lại có chuyện gì a? À? điện thoại ta đều nhanh để ngươi đánh nổ. Ông Văn mười điện thoại bên trong, chí ít có bốn cái là Lâm Triết Viễn đánh tới, còn lại bốn cái là thợ săn hiệp hội những người khác đánh tới cuối cùng hai cái mới là ôn văn tư nhân điện thoại phù dung hà thị thông hướng thủ đô thịnh an thành phố một đầu trên đường lớn đã có mười mấy người mất tích theo điều tra hẳn là siêu tự nhiên sự kiện người có thể đi xử lý một chút sao từng có thể ôn văn suy nghĩ một chút liền đáp ứng mình không đi tìm là một chuyện có việc là mình không đi lại là một chuyện khác ôn văn chính muốn thử xem mới đến tay vũ khí uy lực vì lẽ đó đi một chuyến cũng có thể lâm triết viễn cười nói vậy thì tốt buổi trưa hôm nay các ngươi liền xuất phát chúng ta ông văn mày nhăn lại đến còn có người khác không tốt lắm thao tác a à? đúng vậy lâm lộ cùng diêm tu cũng sẽ cùng đi với ngươi l trước sinh sự kiện về sau phù dung hà thị yên tĩnh không ít vì lẽ đó lần này ba người các ngươi đi coi như là giải sầu thế nhưng là ông văn muốn tùy tiện nghĩ cái lý do cự tuyệt rơi đừng thế nhưng là ngươi đã đáp ứng lâm triết viễn cúp điện thoại để ôn văn phía sau không có cách nào nói ra hắn điểm lên một điếu thuốc đứng ở cửa sổ thôn vân thổ vụ lâm triết viễn thích đứng tại vị trí này nhìn xem tòa thành thị này nhiệm vụ của hắn là bảo hộ tòa thành thị này chỉ có đứng ở chỗ này thời điểm hắn mới có một tia cảm giác thỏa mãn hắn vừa rồi nói đường cái mất tích sự kiện đến cùng phải hay không nhận siêu sức mạnh tự nhiên ảnh hưởng kỳ thật còn chưa có xác định mất tích nhân viên cấu thành rất tạp có đường dài lái xe cũng có du lịch tình lữ thậm chí có một cái đi qua điều tra tình huống cảnh sát, những người này tất cả đều sống không thấy người chết không thấy xác, tại không đến thời gian một tuần bên trong liền chí ít có mười mấy người mất tích, có lẽ chỉ là phổ thông đường cái giặc cướp, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cũng cần phái người đi điều tra một phen. Bất quá loại trình độ này bản án là không cần ba người cùng đi, Lâm Triết Viễn phái ba người đi qua có ý định khác, Diêm Tu vừa tới đến phù dung hà phân bộ, có chút tâm cao khí ngạo, ai cũng chướng mắt, vì lẽ đó để hắn đi cùng người khác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cốt mài một chút tâm tính, mà ôn văn một mực không chịu gia nhập hiệp hội, để bọn hắn cùng một chỗ hành động có trợ giúp tăng cường hắn đối hiệp hội hảo cảm, hảo cảm gia tăng tới trình độ nhất định, nói không chừng hắn liền theo đâu. Về phần Lâm Lộ, Lâm Triết Viễn phái nàng tới là phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lâm Lộ mặc dù tuổi không lớn lắm, hơn nữa thoạt nhìn có chút đại khái, nhưng bây giờ đã là một cái uy tín lâu năm liệt ma nhân. Cốt a, mấy ngày gần đây nhất Lâm lộ một mực la hét muốn đi ra ngoài giải sầu. Lâm Triết Viễn bị nhao nhao có chút đau đầu, liền đem nàng cũng phái đi. Cung thúc tao ngộ, Lâm Triết Viễn đã không còn hoài nghi Ôn Văn, chí ít không lại giống như kiểu trước đây hoài nghi. Thời gian có thể xác minh rất nhiều chuyện. Khoảng thời gian này Ôn Văn biểu hiện Lâm Triết Viễn đều nhìn ở trong mắt, hắn có thể xác nhận Ôn Văn không có vấn đề quá lớn. Đã dạng này, liền phải tận lực để Ôn Văn gia nhập hiệp hội. Hắn kỳ thật rất xem trọng ôn văn, bởi vì ôn văn trên người có một loại đặc chất, mà loại này đặc chất rất nhiều ưu tú săn trên thân người đều có. Đó chính là đối săn giết quái vật chấp nhất, không quản là vì kích thích, tiền tài, dục vọng, vẫn là cừu hận, chỉ cần có săn giết quái vật chấp nhất, liền là thợ săn hiệp hội cần nhân tài. Chấm chấm chấm, giữa trưa ôn văn cửa phòng bị gõ mở, lâm lộ cùng mang theo mặt nạ diêm tu đứng tại ôn văn cửa nhà, chuẩn bị lên đường đi. Tại trên con đường kia phong cảnh rất tốt, nói không chừng có thể chơi đùa. Lâm Lộ mang theo nón mặt trời, sau lưng đeo một cái túi nhỏ, không biết trang thứ gì, trên người mặc nửa tay áo, hạ thân thì là quần ngắn phối màu trắng tất chân, cổ nàng lên buộc lên một sợi tơ khăn, mắt sắc ôn văn liếc mắt liền nhìn ra, khăn lụa thấp ẩn giấu đi vết sẹo, theo lộ ra một điểm vết tích đến xem, tựa như là bị xúc tu loại hình đồ vật trói tại trên cổ tạo thành, hẳn là lần trước nhạc viên sự kiện tạo thành tổn thương mà diêm tu còn cùng lên lần gặp gỡ đồng dạng cách ăn mặc mang theo mặt nạ màu trắng một bộ túng chảnh chứa bộ dáng hắn đối ôn văn trầm giọng nói mau mau chuẩn bị đừng để ta chờ quá lâu thời gian của ta rất quý giá ông văn bất đắc dĩ cười một tiếng cầm lên sớm liền chuẩn bị xong bao khỏa khóa lại cửa liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đi xuống lầu diêm tu đi ở trước nhất mà ông văn cùng lâm lộ thì ở phía sau xì xào bàn tán ai người cái kia thô thô thật dài đồ vật sẽ không là cái kia đi. Lâm lộ che lấy miệng nhỏ hưng phấn nói, cho dù là cái siêu năng giả, nàng cũng nhận ôn văn mị hoặc năng lực ảnh hưởng, không phải lấy hai người bọn họ quan hệ, lâm lộ sẽ không cách ôn văn quen thuộc như vậy nói chuyện phím, bất quá loại ảnh hưởng này tối đa cũng liền là tăng thêm hảo cảm trình độ, sẽ không phát triển đến lấy lại trình độ, nếu để cho một ít cả bị ổi thu hoạch được năng lực này, sợ không phải sẽ vui vẻ đến nỗi điên đi, ừm, ngươi nói không sai, liền là cái kia. Ông Văn vỗ nhẹ hai lần đáp lại nói, như thế to dài, nhất định rất kích thích, Lâm đội trưởng xưa nay không để ta đụng thứ đồ tốt này. Lâm lộ trong mắt toát ra tinh tinh, muốn đưa tay đi sờ, lại bị ôm Văn ngăn lại, Ông Văn đem RPG súng phóng tên lửa ôm ở trước ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nói, ta bắn qua mấy lần, thứ này thật thoải mái bạo, Lâm triết viễn nói ta một cái nữ hài tử gia, không nên chơi bạo lực như vậy đồ vật ngươi có thế mượn ta chơi đùa sao? Lâm lộ mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi ôn văn nói. Ôn văn lập tức đem súng phóng tên lửa nhét về trong bọc, mặt không thay đổi nói, không được, cái này là của ta. Lâm lộ, meo meo meo, cự tuyệt dứt khoát như vậy không nể tình, sắt thép trực nam đi. Diêm tu đứng ở dưới lầu, nhìn xem hai người đi ra, hắn mang theo mặt nạ nhìn không ra biểu lộ, nhưng ánh mắt của hắn tại giữa hai người vừa đi vừa về xê dịch, vừa rồi đối thoại để hắn miên man bất định, cuối cùng ôn văn xuất ra rpg súng phóng tên lửa càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt thợ săn hiệp hội người đều là cái này phong cách sao quả nhiên như là chủ giáo nói như vậy hiệp hội liệt ma nhân đều là chút thô bỉ người a ba người tất cả đều ngồi lên ôn văn màu đen xe con cùng một chỗ hướng xảy ra chuyện con đường kia tiến đến lái xe đương nhiên là ôn văn bọn hắn trao đổi một chút về sau ôn văn mới biết được hai người này vậy mà đều không có lái xe tới lâm lộ nói nàng một cái nữ hài tử không biết lái xe mà Diêm Tu. Hắn sẽ chỉ trảm yêu trừ ma thủ đoạn, lại không biết lái xe, ta hoài nghi các ngươi biết lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ, ông Văn nói nghiêm túc, chương 76, ba người đi, xe sắp lái ra nội thành, ông Văn vừa lái xe một bên hỏi thăm tình huống nói, hiện tại cùng ta năng nỉ một chút huống đi, ta đối vụ án này hiểu rõ không nhiều, xảy ra chuyện đại khái đoạn đường, người mất tích số, có cái gì dị thường hiện tượng loại hình, đều cùng ta nói một câu xảy ra chuyện đoạn đường là 315 đường cái, người lái xe đi đại khái không đến nửa ngày đường xe, nơi đó là mất tích cao phát địa, hết thảy có hơn 20 người mất tích. Chỉ riêng tuần lễ này liền có mười mấy người, phải chăng càng nhiều còn không thể biết, lâm lộ xuất ra một cái sách nhỏ, phía trên ghi lại cái này vụ án tư liệu, nàng đối tư liệu cho ôn văn thì thầm, mất tích trong đám người có cưỡi xe đạp lữ hành tình lữ, đường dài lái xe, từ giá du lữ khách chờ một chút, hiện tại còn không xác định bọn hắn cụ thể là ở nơi đó mất tích nhưng hẳn là ngay tại cái này đoạn đường vậy các ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh đây là cái siêu tự nhiên sự kiện đâu nói không chừng những người này là bị trói đến đen lò thang đào thang đá đi cho dù là đang lái xe ông văn cũng có thể ghi nhớ lâm lộ nói tới sở hữu tin tức cũng nói xảy ra vấn đề đen lò thang sẽ không bắt cóc không dời nổi bước chân lão đầu lâm lộ liếc mắt nói kém chút bị ngươi mang sai lệch đường dài lái xe mở lớn xe hàng, còn có từ giá du lữ khách xe vang, đều tại mấy ngày gần đây nhất bị phụ dung hà thị cảnh sát tìm tới. Có người trông thấy, những cái kia người mất tích đem xe đem xe mở đến nhiều người địa phương, liền xuống xe rời đi, về sau không còn xuất hiện, tất cả đều là dạng này. Ông Văn nhíu mày hỏi, không sai, rất nhiều người mất tích đều có xuất hiện qua, nhưng bọn hắn về sau liền không còn có lộ mặt qua, hiện tại duy nhất có thể xác nhận liền là bọn hắn xảy ra chuyện trước đều từng tại tại trên con đường kia qua đêm qua lâm lộ giải thích nói ông văn thêm chút suy tư một chút ngụy trang thôi miên bức hiếp có tổ chức phi pháp hội nghị tạo thành dạng này hiện tượng không nhất định chính là siêu tự nhiên sự kiện vì cái này không xác định có phải là hay không siêu tự nhiên sự kiện bản án liền phái ba người chúng ta người tới hoặc là các ngươi có cái gì tin tức trọng yếu không có nói cho ta hoặc là liền là lâm triết viễn có cái gì tiểu tâm tư Ông Văn biểu môi nói, nếu để cho ta đi trước nhìn một chút cái kia mấy chiếc xe, nói không chừng chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều manh mối. Bất quá xe đều mở một nửa, chúng ta vẫn là đi trước hiện trường phát hiện án xem một chút đi. Lâm lộ mất tự nhiên nhìn xem Ôn Văn, nàng biết hành động lần này chủ yếu thật đúng là không phải là vì vụ án này, chỉ là vì để bọn hắn đi ra nhiệm vụ lẫn nhau làm quen một chút mà thôi. Ha ha, cái kia mới tới, người có ý kiến gì cũng nói một chút mặc dù ta đối quy của ngươi không ôm ấp quá lớn chờ mong, nhưng kẻ ngu ngàn lo nhất định có được một, nói không chừng ngươi liền có thể cho ta cái gì hữu dụng nhắc nhở đâu. Ôn Văn Thuận miệng khiêu khích nói, Diêm Tu một mực nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng không đáng đi dùng mặt nóng thiếp hắn mông lạnh, ta không có ý kiến gì, ta là vinh quang giáo đường tinh anh, cùng các ngươi bực này người thô kịch khác biệt, đến lúc đó nhìn ta sắc mặt làm việc. Diêm Tu lạnh giọng nói, ông Văn sửng sốt một chút, sau đó ý vị thâm trường nhìn một chút diêm tu mặt nạ, gia hỏa này nhìn giống như túng chảnh chứ, nhưng hình như là cái đậu bỉ A, à. lâm lộ biểu lộ cũng không đúng, con hàng này mang trên mặt mặt nạ, thấy thế nào sắc mặt hắn làm việc, chấm chấm chấm. Phù dung hà thị nam giao biên giới, có một tòa vứt bỏ đã lâu dinh thự, tường viện bên trong cỏ dại rậm rạp, mấy cái bảy tám tuổi hài đồng chính ở đây bắt châu chấu bọ ngựa loại hình tiểu trùng chơi đùa, đối với bọn hắn đến nói, đây là khó được thú vị làm dài lớn hơn một chút về sau liền sẽ mất đi loại này tính trẻ con bỗng nhiên một cái khoác trên người miếng vải đen còng lưng eo nam nhân đi vào dinh thự dẫn tới mấy cái tiểu hài kinh dị ánh mắt nơi này bình thường không có lớn người đến nam nhân đem miếng vải đen hướng phía dưới giật giật lộ ra một trương thoa khắp màu trắng thuốc màu khuôn mặt đối mấy cái tiểu hài cười quỷ dị cười tiểu đồng nhóm bị bị hù oa oa gọi bậy chạy ra cái này nhà cửa cái này nam chính là trước kia theo dòng nước ngầm đào tẩu mê hoặc thằng hề Grandi. Grandi nhẹ hừ một tiếng, đẩy cửa ra đi vào trong viện, đi tới thư phòng, tại một chỗ cũ nát trên giá sách tìm tòi mấy lần, một cái thông hướng tầng hầm thông đạo liền xuất hiện, tầng hầm bên trong một mảnh đen kịt, chính giữa đặt vào một tôn kiểu Tây quan tài. Để cái này dưới đất thất không hiểu nhiều hơn mấy phần âm trầm chi khí Grandi duỗi ra ngón tay Trên quan tài gãy nhẹ hai lần Cái kia quan tài liền từ từ mở ra một người mặc tây trang màu đen bóng người ngồi dậy, nhìn xem Grandi, trong mắt toát ra hàng quang. Người tìm đến ta làm cái gì, mặc dù chúng ta là cùng đi hoa phủ đại khu, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta liền là người một đường. Ta không phải cùng ngươi kết giao tình, mà là có cái ủy thác cho ngươi, có một cái cấp thấp huyết tộc tại vì thợ săn làm việc, ta cần ngươi giúp ta diệt trừ hắn. Grandi đưa cho trong quan tài bóng người một cái bình nhỏ, trong bình là có chút phím hồng bùn đất, đây là máu của hắn, ngươi hẳn là có thế bằng vào cái này tìm tới hắn bóng người không có tiếp nhận cái bình mà là lạnh giọng nói a ta không phải thủ hạ của ngươi không cần ngươi đến chỉ huy ta chính ngươi vì cái gì không động thủ Gờ răng đi nắm thật chặt trên người miếng vải đen thấp giọng nói ta hiện tại có chút không tiện không phải có không tiện là có đại phiền toái đi xuất hiện ở trên thân thể ngươi máu đều là thúi bóng người xùy cười một tiếng con ngươi đỏ lòng trào phúng nhìn xem gờ răng đi đi gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lục sắc đường vân lóe lên mà xuất hiện, "Đừng nói nhảm, đến cùng nhận không nhận nhiệm vụ, Thù Lao sẽ không thiếu ngươi." Bóng người sửng sốt một chút, vừa rồi đi trên mặt là cái gì? Không quản đó là cái gì, đối với hắn mà nói đều rất nguy hiểm, ngươi xác định chỉ là một cái cấp thấp huyết tộc. Bóng người tiếp nhận cái kia bình nhỏ hỏi, "Ta còn có thể gạt ngươi sao?" Bóng người ngửi bình nhỏ một ngụm, mắt sáng rực lên, "Huyết dịch này mùi" là huyết duệ của ta, chuyện này, ta làm, là máu của ngươi duệ. Vậy nhiệm vụ này thật thích hợp ngươi. đi bắt đầu cười hắc hắc, chấm chấm chấm, xe dọc theo đường cái tiến lên, xảy ra chuyện địa điểm khả năng tại bất kỳ địa phương nào, lâm lộ cùng Diêm Tu phân biệt nhìn xem hai bên, tìm kiếm khả năng mục tiêu, mà ông Văn thì chuyên tâm lái xe, đầu này đường cái số lượng xe chạy cũng không lớn, trên đường cũng rất ít có kiến trúc, một đường xem ra có rất ít khả nghi đồ vật, Hai người nhìn con mắt đều bỏ ra, lại không phát hiện chút gì, bỗng nhiên, Ông Văn dừng xe lại, đẩy cửa xe ra đi xuống xe, để hai người hơi nghi hoặc một chút, trước ngươi nói qua, mất tích trong đám người có cửa xe đạp du lịch tình lữ đúng không? Ông Văn đối theo tới Lâm Lộ hai người nói, Lâm Lộ gật đầu, không sai, một cái gọi Lý Hiểu Yến, một cái khác gọi là Cao Tường, vậy ngươi xem, hai cái này xe đạp có phải là bọn hắn hay không? Ông Văn chỉ vào khóa tại ven đường một gốc cây cái khác xe đạp nói, Lâm lộ lật một chút tư liệu, sau đó gật đầu nói, liền là bọn hắn, có thời gian khóa lại xe đạp, hẳn không phải là nhận đột nhiên tập kích, thế nhưng là tại sao phải ở đây dừng lại đâu, ông Văn tại xe đạp chung quanh đi động, sau đó ánh mắt ngưng lại, chương 77, mất tích người, các ngươi nhìn, nơi này mặt đất có bị chèn ép vết tích, diện tích rất lớn, không phải là xe hoặc là thứ gì, mà lại hình dạng rất quy tắc tựa như là ông Văn nghĩ nghĩ cũng không nói ra miệng, một ngôi nhà, nơi này trước đó có một ngôi nhà, Diêm Tu nắm lên một nắm bùn đất, đặt ở mặt nạ trước, thật sâu ngửi một cái, phòng này vừa rời đi nơi này không sai biệt lắm năm sáu ngày, là chất gỗ phòng ốc, được a, tiểu tử, người trong nghề a, ông Văn vỗ vỗ Diêm Tu bả vai, đó cũng không phải nói Diêm Tu khứu giác so Ôn Văn linh mẫn, mà là Ôn Văn không có nghĩ tới phương diện này, bất quá tiểu tử này là làm sao cách mặt nạ nghe mùi vị đây này diêm tu đứng lên quăng ra ôn văn tay hơi có ghét bỏ nhìn xem ôn văn cái này khiến ôn văn có chút không hiểu rõ nổi hắn tại sao phải ghét bỏ ta đây cái loại cảm giác này không phải căm hận cũng không phải phẫn hận càng không phải là xem thường là ghét bỏ thật giống như ôn văn là một cái hôi thối đại thúc mà hắn là một cái tiểu tiên nam đồng dạng cho nên chúng ta muốn tìm là một cái bếp di động phòng ở thật sao thân là thợ săn hiệp hội tiền bối, lâm lộ cái gì cũng không có nhìn ra, bất quá nàng lúc đầu cũng không phải mưu trí hình, nàng am hiểu chính là chiến đấu, thuận con đường này tìm xem xem đi, đã người đều là tại con đường này mất tích, như vậy hiện tại nhà kia có thế có thể vẫn là ở phụ cận đây, như vậy đến lớn mục tiêu, chúng ta chỉ cần thấy được, liền sẽ không bỏ qua. Ông Văn Hạ quyết định nói, ba người tiếp tục lái xe tiến lên, ở trên con đường này đi thật lâu, tới tới lui lui, rất nhanh liền sắc trời bắt đầu tối chính làm bọn hắn chuẩn bị trực tiếp về phù dung hà thị thời điểm phía trước bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái cổ hương cổ sắc khách sạn không sai liền là đột nhiên xuất hiện không có một chút dấu hiệu trước đó vẫn là một mảnh đất trống nhưng bây giờ lại có một cái khách sạn khách sạn này xuất hiện mặc dù đột ngột nhưng lại quỷ dị không có không biết để người kinh ngạc nếu như không phải ôn văn bọn người trước đó liền biết có một tòa biết di động quỷ dị phòng ốc đều không nhất định có thế chú ý tới dị thường, bọn hắn còn dạng này, chớ nói chi là người bình thường. Con đường này ta hôm nay trượt hai lần, đều không nhìn thấy quán trọ, hiện tại cái này quán trọ đột nhiên xuất hiện, mục tiêu của chúng ta hẳn là cái này đi. Ông Văn vỗ tay một cái, nhìn xem cái kia phục cổ khách sạn nói, cái này trên khách sạn mang theo rất nặng ô uế, bất quá không có mùi trên người ngươi nặng, hẳn là chính là chỗ này. Diêm tu từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi đến quán trọ cổng, đánh giá chung quanh, ô uế. Người nhà mới có ô uế đâu. Ông Văn Như Hòa Thượng sờ mãi không thấy tóc, khách sạn cửa là mở, mặc dù nhìn không lớn, nhưng bên trong lại có động thiên khác, dưới lầu là nhà hàng, trên lầu là khách phòng, nhân viên công tác không ít, khoảng chừng 7-8 người, một cái chống quải trượng thất tuần lão giả ngồi tại cửa ra vào, thân thiết nhìn xem cổng ôn Văn bọn hắn, hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên ở hậu phương rửa chén rửa rau, bếp sau bên trong thỉnh thoảng có thể nghe thấy đầu bếp hùng hậu gào to âm thanh. Trước quầy đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi, một cái phụ trách ký sổ, một cái thì quản lý rượu, năm sáu tuổi hài tử thì ngồi tại một trương bên cạnh bàn ăn một bên, chơi lấy đời cũ trống lúc lắc. Đây hết thảy nhìn như vậy hài hòa, hài hòa để người có chút trùng mình, những người này. Tất cả đều là đoạn thời gian gần nhất ở đây mất tích. Lâm lộ nhìn trong chốc lát, tiến đến hai người bên tai, nhẹ nói, nguyên lai bọn hắn mất tích là ở đây chơi nhân vật đóng vai a à. ông văn bắt đầu cười hắc hắc hắn cảm thấy chuyện này rất có ý tứ diêm tu lại cười không nổi vốn nên mất tích người vậy mà đều ở nơi này mà lại bọn hắn giống như biến thành một người khác gặp được loại chuyện này ngươi làm sao cười ra tiếng nhìn thấy loại tà ác này tồn tại lường gạt sinh mệnh ngươi rất vui vẻ sao diêm tu liếc xéo lấy ông văn trong mắt két bỏ thần sắc càng sâu ông văn cười càng tươi đẹp hai cánh tay vươn ra làm ra đầu hàng tư thế nhưng nụ cười này bên trong không có chút nào nhiệt độ đã nơi này là tà ác như vậy địa phương vậy ta trực tiếp đem nơi này nổ tốt ta còn thừa lại hai phát đạn hỏa tiễn đầy đủ hoàn toàn phá hủy loại này chất gỗ kết cấu kiến trúc trong này nhiều như vậy người bình thường ngươi thậm chí ngay cả nếm thử cứu vớt đều không có liền chuẩn bị hy sinh bọn hắn quả nhiên các ngươi những này thợ săn đều là không có tín ngưỡng ôn văn ngắt lời hắn vậy ngươi mẹ nó ngược lại là đi vào a cùng lão tử ở đây kéo cái gì da đã nhưng gia hỏa này nhìn mình một mực trong mắt có gai Ông văn cũng không cần thiết ôn tồn hầu hạ hắn hai người tại cửa ra vào đấu võ mồm hơn nửa ngày nhưng không ai tất bước đi vào cái này quán trọ hai người bọn họ đều không phải lần đầu tiên tao ngộ siêu tự nhiên sự kiện thái điểu khách sạn này có thể để cho nhiều như vậy người bình thường quên mình là ai nói không chừng liền có thể để bọn hắn loại này siêu năng giả cũng quên mất mục đích của mình biến thành khách sạn này một bộ phận, vì lẽ đó cho dù là tại đấu võ mồm, tại hiểu rõ quán trọ này cụ thể là cái gì trước đó, bọn hắn ai cũng sẽ không đơn giản như vậy bước vào nơi này. Trong quán trọ người cứ như vậy nhìn xem Ôn Văn hai người ở đây thảo luận, không ai chuẩn bị ngăn lại bọn hắn, tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, thật giống như Ôn Văn hai người trong mắt bọn hắn không tồn tại đồng dạng, bất quá sự tình luôn luôn phải giải quyết, một mực như thế hao tổn cũng không phải biện pháp hai người đình chỉ lẫn nhau trào phúng, ôn văn cửa đối diện miệng đại gia vẫy gọi nói, xin hỏi, muốn ở chỗ này dừng chân là giá bao nhiêu vị, đại gia máy móc thức xoay đầu lại, miệng há hợp nói, nơi này khách phòng đã đủ, tha thứ không tiếp đãi ôn văn hiếp mắt lại đến, không tiếp đãi Xem ra khách sạn này đã biết nói chúng ta là siêu năng giả, đến tột cùng là không muốn trêu chọc chúng ta, vẫn là hại sợ chúng ta đâu. Diêm tu đem bàn tay đi vào, nếu lại cái kia đại gia cổ áo, đem túng đi ra thấp giọng nói, nếu như chúng ta nhất định phải đi vào đâu, khách phòng đã đủ, tha thứ không tiếp đãi đại gia vẫn là câu nói kia, thậm chí ngay cả giọng nói đều không có phát sinh biến hóa, không có chút nào bởi vì chính mình bị dắt lấy cổ áo liền cải biến thái độ, ông văn ngón tay tại cái này đại gia trên cổ nhẹ nhàng vẽ một chút, sau đó phóng tới trước mũi thật sâu ngửi một chút, mỉm cười, cùng lúc đó, diêm tu mặt nạ trên mặt cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, thuần mặt nạ màu trắng nổi lên xuất hiện vài cái chữ to. Ta hiểu được, ông Văn nhìn ngay ra một lúc, ngươi minh bạch rồi, ngươi minh bạch cái gì rồi, vì cái gì ngươi trên mặt nạ sẽ có chữ xuất hiện. Trách không được gia hỏa này trước đó nói nhìn sắc mặt hắn làm việc, bởi vì gia hỏa này trên mặt có chữ viết A. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng về phía trước đạp tiến một bước, tiến vào quán trọ, nhìn đứng tại phía sau hai người lâm lộ sững sờ, làm sao mới vừa rồi còn tại cãi nhau, xuất hiện tại động tác cứ như vậy đồng bộ, sau khi suy nghĩ một chút, nàng cũng đi vào theo, nhiệm vụ của nàng liền là để nhiệm vụ lần này chia ra cái gì đường rẻ, trước đó giữa hai người này đối thoại có chút hỏa khí, nàng có thế không muốn nhìn thấy hai gia hỏa này đánh nhau, khách phòng đã đủ, tha thứ không tiếp đãi. Điếm tiểu nhị đi đến trước mặt hai người, ngăn lại nói, cái này trong quán trọ người, phản phất sẽ chỉ nói câu nào, ngươi không tiếp đãi, chúng ta cũng phải đi lên xem một chút. Diêm tu đem điếm tiểu nhị đẩy ra, đi đi lên lầu, ông văn con mắt cô quay tiếp một chút, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại khách sạn trung tâm, đoạt một vật về sau, cũng chạy lên lầu. Những người này trừ kể một ít cố định lời nói bên ngoài, không có đối ba người hành vi làm ra cái gì ngăn cản, giống như là trong trò chơi NPC, đợi ba người toàn bộ sau khi lên lầu, lầu dưới người tụ tập cùng một chỗ, chỉnh tề ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, phản phất, đang chờ đợi huyết dịch thẩm thấu xuống tới. Chương 78, huyết nhục khôi lỗi. Chương 78, huyết nhục khôi lỗi. Ba người đi đến lâu, chỉ thấy trên lầu có lấy mười mấy gian khách phòng. Những này khách phòng tất cả đều phòng cửa đóng kín. Hai người các ngươi vì cái gì đột nhiên liền đi tới A? Lâm lộ nghi hoặc hỏi, bởi vì cái này biết di động khách sạn, cũng không có cải tạo vào ở người công năng. Dưới lầu những người kia mặc dù nhìn cùng người mất tích đồng dạng, nhưng bọn hắn cũng không phải là những cái kia người mất tích mà lại tại cửa ra vào ta mới phát hiện, khách sạn này bản thân ô bế không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng là khách sạn đồ vật bên trong. Bên này Diêm Tu đang cùng Lâm Lộ giải thích, bên kia ôn văn đã đem lầu hai chạy một lần, đem sở hữu cửa phòng đều mở ra nhìn qua điều tra, bên trong dừng chân người đối ôn văn hành động, không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ ngồi chính mình sự tình. Ông Văn suy đoán cùng Diêm Tu suy đoán hơi có xuất nhập, nhưng đại thể là không có có chênh lệch. Huy chương trước ngực chỉ là ấm áp, điều này nói rõ nơi này mặc dù gặp nguy hiểm nhưng còn lâu mới có được nhìn quỷ dị như vậy còn tại hắn ứng phó phạm vi bên trong mà lại trước đó lão giả kia cự tuyệt hắn tiến vào cái này đã nói lên trong này tồn tại cũng không có đối phó bọn hắn nắm chắc đơn giản điều tra một vòng mấy lúc sau ông văn cũng không có tìm được màn này sau hắc thủ thế là đi tới đối hai người nói người nói những người kia không phải người mất tích cái này là sai lầm bọn họ đích xác là những cái kia người mất tích hoặc là nói chí ít có một phần là những cái kia người mất tích, ngươi đây là ý gì? Diêm tu nhíu mày hỏi, hắn xác nhận những người này toàn đều không phải nhân loại, cho nên mới nói không phải những cái kia người mất tích, vì để cho các ngươi nghe rõ lời ta nói, ta theo dưới lầu mang đến một vật, các ngươi nhìn qua liền biết, ông văn theo tùy thân mang bao lớn bên trong lôi ra ngoài một cái chính tại đùa bẩn trống lúc lắc tiểu hài nhi, hiện ra ở trước mặt hai người, Diêm tu, đây chính là ngươi nói đồ vật, lâm lộ, hắn chỉ là đứa bé a à, ai còn không phải đứa bé đâu ông văn cười hắc hắc bắt lấy tiểu hài này da đầu đột nhiên kéo một cái trực tiếp đem toàn bộ da đầu kéo xuống huyết nhục cùng các loại tổ chức dội vãi đầy mặt đất nhưng bên trong lại không nên có xương cốt mà là như con rối thể xác nếu như người bình thường nhìn thấy cái này máu tanh một màn chỉ sợ đều sẽ nhìn nôn nhưng là ở đây ba người nhưng không có một cái cảm thấy khó chịu làm liệt ma nhân càng thêm huyết tinh kích thích tràn cảnh bọn hắn đều gặp Ban đầu sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng buồn nôn lấy buồn nôn, cũng thành thói quen. Bọn họ đích xác là những cái kia người mất tích, hoặc là nói bên ngoài tầng kia da thịt là người mất tích, mà bên trong cái này con rối không phải. Không, theo mùi lên nhìn, cái này con rối bên trong hẳn là cũng có người bị hại bộ phận thân thể. Diêm tu mặt nạ màu trắng trên trán xuất hiện một cái phẫn nộ ký hiệu, cái này biểu thị hắn hiện tại có chút tức giận, vì lẽ đó nói cách khác, Lâm lộ lúc này mới có chút hiểu được, chính như ôn văn nói, không ở trước mặt nàng giải thích rõ ràng, muốn nàng minh bạch chỉ sợ muốn phí một chút miệng lưỡi. Nói cách khác căn này trong khách sạn cũng không có còn sống người mất tích, có tất cả đều chỉ là khôi lỗi mà thôi, tiếp xuống chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Ông Văn bắt đầu cười hắc hắc, nhìn xem cái này khách sạn, phản phất tiểu hài tử đang nhìn sân chơi. Tại cho hai người giải thích rõ ràng về sau, đứa trẻ này mà khôi lỗi liền đã mất đi tác dụng, vì lẽ đó ôn văn níu lại tiểu hài nhi khôi lỗi đầu cùng chân, cơ bắp bành trướng, dùng sức kéo một cái trực tiếp túng thành hai đoạn, tiện tay ném xuống đất, tàn chi trên mặt đất dãy dụa, còn duy trì đùa bẩn trống lúc lắc tư thế. Một màn này, ôn văn cực kỳ giống ngay tại đồ sát lương thiện quái vật, kéo đứt vật này có chút phí sức. Loại này khôi lỗi sợ là sẽ không rất dễ đối phó, ôn văn khí lực đã không thể so sánh nổi, dạng này còn cảm thấy phí sức điều này nói rõ cái này khôi lỗi cường độ rất cao. Diêm tu ngồi xổm xuống nhìn cái kia khôi lỗi bị kéo đứt lỗ hổng, bên trong thình lình có rất nhiều tinh tế tơ kim loại cùng kim loại đầu, mà những này tất cả đều bị ôn văn bạo lực xé đứt, trên mặt nạ của hắn xuất hiện một cái mồ hôi ký hiệu, gia hỏa này có thế tay không kéo đứt loại vật này, còn chỉ là có chút phí sức mà thôi, hắn đến cùng có dạng gì năng lực, cái kia khôi lỗi bị phá hư, giống như là một cái tín hiệu, cả tòa quán trọ đều tao động trên lầu quán trọ gian phòng bên trong từng cái mặt không thay đổi ở khách đi ra lạnh lùng nhìn xem ôn văn bọn hắn mà dưới lầu những cái kia ở phía dưới làm việc người cũng đều đi lên bậc thang đem ba người bọn họ ngăn ở đầu bậc thang cái kia đi bộ rung động rung động có chút lão đại gia đứng thẳng người quải trượng hai bên toát ra kim loại dây xích nhanh chóng xoay tròn lấy cái này vậy mà là một thanh mảnh khảnh cưa điện khách quan ta đều nói qua cho các ngươi khách phòng đã đủ tha thứ không tiếp đãi lão đại gia đối ba người giữ tận cười lên, cười đến rất làm người ta sợ hãi, trừ lão đại gia bên ngoài, những người khác tay chân chỗ cũng đều mọc ra cương đao sắc cưa, cũng không tiếp tục giống như là hình người, trọn vẹn mười mấy cái khôi lỗi đem ba người bao vây lại, ngô, ta giống như đâm rắc rối, bất quá những khôi lỗi này mặc dù khó đối phó, ba người chúng ta cũng hẳn là ứng phó tới đi. Ông Văn rút ra một thanh màu lót đen hồng văn súng ngắn, hơi có hưng phấn nói nhìn thấy cây súng lục kia về sau diêm tu trên mặt nạ xuất hiện một cái to lớn dấu chấm thang bọn hắn vinh quang giáo đường là tương đương cổ lão siêu năng tổ chức mà lại một trận là liên bang mạnh nhất siêu năng tổ chức nhưng bây giờ dù sao cũng là thợ săn hiệp hội đương gia đại đa số tài nguyên đều nắm giữ tại trong hiệp hội vì lẽ đó vì lẽ đó diêm tu bọn hắn đám này vinh quang giáo đường siêu năng giả rất nghèo cái này nghèo không phải thiếu khuyết khác biệt tiền tài tiền tài phương diện lịch sử lâu đời vinh quang giáo đường còn nhiều coi như bán đi tiền bối bồn cầu cùng ống nhổ đều có thể có một số tiền lớn bọn hắn thiếu là siêu năng vũ khí vì lẽ đó cho dù là tại trẻ tuổi một đời bên trong rất ưu tú diêm tu trong tay cũng không có tiện tay siêu năng vũ khí mà ông văn thanh thương này nhìn phẩm cấp còn không thấp để hắn ghen ghét đến chất bích tách rời kéo đứt cái kia nhỏ khôi lỗi là có chút lỗ mãng bất quá ông văn liền là chạy chiến đấu đi bên người có hai gia hỏa này đi theo ông văn cũng không có cách nào chơi hoa gì sống vì lẽ đó chỉ có thể thử nhìn một chút mình vũ khí mới uy lực cầm tới vũ khí này về sau hắn nhưng là một thương đều chưa thả qua tương đương chờ mong cái này hai thanh thương hiệu quả đâu lâm lộ lui lại hai bước đứng trong góc vòng tay ôm ngực miệng nhìn xem hai người chiến đấu trừ phi tình huống nguy cấp không phải nàng không sẽ hỗ trợ tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn lão giả kia quơ cưa điện hướng ba người lao đến ông văn bước về phía trước một bước một cước đá vào lão giả trên ngực thẳng đem lão giả này từ trên lầu đạp đến dưới lầu ngô vừa đánh xong tiểu hài nhi liền đá lão đầu nếu không phải biết những này là khôi lỗi ta đều muốn đánh chính mình ông văn một bên nhã rảnh lại một cước đá tới thế là chiến đấu liền chính thức bắt đầu trận chiến đấu này không có cái gì tốt hình dung những khôi lỗi này mặc dù nhìn xem dọa người dương nanh múa vuốt nhưng giống như rất lợi hại nhưng thực lực cùng hai người so ra vẫn là kém quá nhiều tình hình chiến đấu trên cơ bản liền là đơn phương treo lên đánh diêm tu phương thức chiến đấu rất có đặc điểm một cái tay cầm treo ở trước ngực thập tự giá một cái tay khác thì chỉ huy một đạo bạch quan tiến hành công kích cái kia bạch quan không có đối những khôi lỗi này tạo thành tính thực chất phá hư nhưng mỗi một cái bị bạch quan bao phủ khôi lỗi đều rất nhanh đã mất đi sức chiến đấu co quắp ngã trên mặt đất không nhúc nhích còn lại khôi lỗi mặc dù một mực tại ý đồ công kích diêm tu nhưng chúng nó phi thường quỷ dị không cách nào tiếp cận Diêm Tu, chỉ có thể mặc cho Diêm Tu từng cái đưa chúng nó tiêu diệt. Nhìn xem Diêm Tu chiến đấu, ông Văn cũng không cam chịu yếu thế, hưng phấn dùng chiếc hổ nhắm ngay mấy cái khôi lỗi phương hướng bắn một phát súng, ầm, một tiếng vang thật lớn theo ông Văn trong thương truyền đến, trong thanh âm ẩn ẩn có hổ khiếu truyền đến, chương 79, ô uế người mặt nạ, chương 79, ô uế người mặt nạ, ông Văn vẫy vẫy cổ tay, nổ súng lúc một không chú ý, cảm giác đắc thủ cổ tay đều hơi tê tê lấy hắn hiện tại khí lực lại còn cảm thấy thanh thương này sức giật có chút lớn nếu là người bình thường nổ súng sợ không phải xương tay đều sẽ bị trực tiếp chấn vỡ sức giật kinh người hiệu quả cũng hết sức kinh người cái kia trên một đường thẳng khoảng chừng ba cái khôi lỗi bị một thương này đánh trúng đều trực tiếp đã mất đi năng lực hành động cái thứ nhất trực diện một thương này khôi lỗi ngực bị đánh ra cái bóng đá một kích cỡ tương đương động kém chút bị đánh tan đỡ mà thương này bên trong đựng chỉ là một viên đạn liệt ma nếu là trang loại kia màu đỏ đặc thù đạn còn không biết hiệu quả sẽ có cỡ nào kinh người khảo thí xong chức hổ hiệu quả về sau ông văn khẩu súng cắm vào súng trong túi tránh thoát một cái nhào tới khôi lỗi công kích sau đó một cước đem cái này khôi lỗi đá bay lại rút ra một cái khác nền trắng lam văn hơi tinh tế một chút súng ngắn thanh thương này là quần lan một khẩu súng thả một thương liền đầy đủ ôn văn khảo nghiệm mặc dù hắn hiện tại có rất nhiều đạn liệt ma nhưng loại đạn này không tốt thu hoạch dùng tại loại này tùy tiện liền có thể tay xé tiểu quái lên có chút lãng phí nói đến ông văn trước đó không có khảo thí cũng là bởi vì không có đối thủ thích hợp không nở đạn quần lan có hai loại xạ kích hình thức một cái gọi phân tán xạ kích một cái gọi lặng im xạ kích bảo hiểm phụ cận có một cái phù văn chốt mở có thể tiến hành hoán đổi hắn nhắm ngay một đám giày đặt khôi lỗi một thương qua đi phía trước nhất cái kia khôi lỗi trực tiếp bị đánh thành tổ ong vò vẽ, phía sau khôi lỗi cũng có mấy cái trúng đạn, chỉ có một viên đạn, nhưng một thương này hiệu quả vậy mà giống như là sô đồng dạng, những khôi lỗi kia bên ngoài tất cả đều là nhân loại huyết nhục, vì lẽ đó một thương này đi qua, tràn diện đừng đề cập khốc liệt đến mức nào, nhưng ôn văn chính thích loại này bạo lực phong cách, càng là thảm liệt thì càng chứng minh thương này dùng tốt, sau đó ôn văn đem chốt mở mở ra, điều thành lặng im xả kích hình thức lại bắn một phát súng, một thương này trực tiếp đem một cái khôi lỗi nát đầu, nhưng không có phát ra một tia tiếng vang, so trên thị trường có thế mua được tốt nhất dụng cụ giảm thanh đều muốn trâu hơn nhiều, mà lại, vô luận là lặng im xạ kích, vẫn là phân tán xạ kích, xạ tốc đều còn nhanh hơn chức hổ nhiều, chỉ cần ngón tay khẽ nhúc nhích liền có thể bắn ra đi, chỉ cần ôm văn nghĩ, hắn thậm chí có thể tại một dây bên trong bắn không băng đạn. Thanh thương này xạ tốc hoàn toàn quyết định bởi tại tốc độ tay, nếu để cho Kato đại lão đến dùng, bỏ đi băng đạn hạn chế, sợ là có thể dùng ra ga liên hiệu quả. Nói đến, ông Văn có thể chậm rãi khảo thí súng ống của mình, còn là bởi vì hắn hiện tại đã cường đại không chỉ một bậc tố chất thân thể, chỉ cần có khôi lỗi đánh tới, hắn liền sẽ một cước đem cái kia khôi lỗi đá văng ra, lấy khí lực của hắn, một cước mặc dù không cách nào giết chết một đầu khôi lỗi, nhưng cũng có thể đem khôi lỗi đá ra đi thật xa, tạm thời không cách nào công kích những khôi lỗi này nhìn xem dọa người, kỳ thật lại không khó đối phó, cùng trước đó ôn văn đã từng quen biết quái vật so ra, những khôi lỗi này quả thực yếu bạo, nếu như một người đối phó nhiều như vậy khôi lỗi có thể có chút khó, nhưng cùng những người khác hợp tác, lại chẳng khó khăn gì, ôn văn cùng diêm tu hợp lực, những khôi lỗi này rất nhanh liền tất cả đều bị diệt sát, đừng nhìn ôn văn đánh nhau thanh thế to lớn, nhưng lên tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là diêm tu. Những khôi lỗi này cho dù thân thể bị đánh xuyên, từng cái bộ kiện còn có thể tiếp tục công kích, chỉ một mình hắn muốn đem sở hữu bộ kiện toàn bộ hủy đi mới tính thành công. Nhưng Diêm Tu Bạch Quang thì có thể triệt để diệt sát những khôi lỗi này, để bọn chúng không còn lên để chiến đấu. Những vật này là giải quyết, nhưng là phía sau màn hắc thủ đâu, tìm không thấy hắn nhiệm vụ lần này cũng không thể coi là thành công. Diêm Tu hơi thở dốc một chút nói, phía sau màn hắc thủ nói không chừng liền là phòng này, sớm một chút đốt đi. Ông Văn cố chấp muốn phá nhà cửa, bởi vì hắn muốn nhìn một chút trong phòng có huyền cơ gì. Diêm tu lắc đầu nói, không phải phòng này, sau khi đi vào ta mới phát hiện, phòng này bản thân ô uế cũng không nặng, thậm chí tương đương không có, ô uế tất cả đều đến từ những khôi lỗi này. Hiện tại chúng ta đem những khôi lỗi này tất cả đều giết sau khi chết, phòng này ô uế liền biến mất, ngươi một mực treo ở bên miệng ô uế đến cùng là cái gì, ngươi muốn không nói rõ ràng, ta nhưng không tin ngươi. Ông Văn hít mắt hỏi, Diêm Tu do dự một chút, sau đó nói ta cái mặt nạ này gọi là ô uế người mặt nạ là vinh quang giáo đường truyền thừa thánh khí có thể nhìn thấy sự vật cùng trên thân người ô uế ô uế càng nặng tội nghiệp cũng càng sâu nặng cùng ôn văn sống vai chiến đấu qua về sau hắn đối ôn văn địch ý liền không có lớn như vậy trước đó hắn sở dĩ ghét bỏ ôn văn là bởi vì ôn văn trên thân có rất mạnh ô uế sau cái này một phòng khôi lỗi ô uế còn nặng hơn hơn nhiều ai thánh khí là cái gì ông văn nghiêng đầu thấp giọng hỏi lâm lộ a chớ nhìn bọn họ kêu vang dội kỳ thật liền là cùng thương của ngươi là giống nhau đồ vật đều là siêu tự nhiên vật phẩm miễn lâm lộ nhỏ giọng trả lời diêm tu nói hai người các ngươi bệnh tâm thần a cách ta gần như vậy nhỏ giọng có làm được cái gì a diêm tu gầm nhẹ nói trên mặt nạ hiện lên một cái phẫn nộ ký hiệu hắn này mặt nạ tới một mức độ nào đó có thể trực tiếp khóa chặt quái vật cùng tội nhân nhưng cũng có tệ nạn đó chính là diêm tu một ít mãnh liệt ý nghĩ sẽ hiện lên ở trên mặt nạ vì lẽ đó hắn mới một bộ dáng vẻ lạnh như băng không phải trên mặt nạ liền sẽ một mực hiển hiện các loại đồ vật sẽ để cho hắn biến thành một cái đậu bỉ bất quá bây giờ cái này đặc tính đã hiện ra ở trước mặt hai người hắn cũng lười lại tiến hành che giấu khụ khụ ông văn ho nhẹ hai tiếng nói đã ngươi nói như vậy vậy ta liền tạm thời tin ngươi thuyết pháp như vậy ngươi có thể thấy rõ ràng cái kia cổ ô uế đi nơi nào sao diêm tu lắc đầu nói không nhìn thấy ta chỉ có thể nhìn thấy trước mắt ô uế tỉ như nói ngươi từng ông văn nhất thời nghẹn lời ô uế liền đại biểu tội nghiệp hắn lời này có ý tứ là nói hắn ôn văn ấm đại thám tử là cái nghiệp chứng nặng nề người nói theo một ý nghĩa nào đó có lẽ không sai đâu không nói đến ôn văn bản thân làm bao nhiêu mặt ngoài nhìn không phạm pháp chuyện thất đức liền nói tai ách găng tay hướng hắn trong lồng ngực nhét vào năng lượng trái tim, liền thật nghiệp chướng nặng nề. Ha ha ha, ta còn thực sự là cái có chuyện xưa nam nhân. Ông văn một bên giới cười, một bên tùy tiện qua loa tắt trách một chút, sau đó đối hai người nói, vì lẽ đó đã ngươi cô uế khó dùng, liền nhìn ta đi, nếu như hắn lưu lại dấu vết gì, ta hẳn là có thể tìm được. Ông Văn bắt đầu ở đầy đất thi hài bên trong tìm kiếm manh mối, đối với ông Văn đến nói, cái này trong khách sạn đâu đâu cũng có manh mối đã người chủ sử sau màn không phải cái này khách sạn cái kia chính là một người hoặc là một cái sinh vật cho dù hắn xuất hiện tại không ở trong khách sạn này cũng nhất định sẽ trong khách sạn lưu lại vết tích khôi lỗi hành động toàn đều có nhất định hành vi hình thức như vậy cùng những khôi lỗi kia khác biệt vết tích liền có xác suất rất lớn là người chủ sử sau màn lưu lại trải qua một chút sàng chọn ông văn tìm được một cái trước đó không có khôi lỗi ở lại gian phòng không có gì bất ngờ xảy ra màn này sau hắc thủ ngay ở chỗ này cư ngụ, nhìn xem có đầu mối gì đi. Ông Văn trong phòng tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tại cái bàn khe hở bên trong, phát hiện một đầu đã có chút thiêu rơi đồ lót, từng. Xem ra quái vật này cũng là lười hàng, theo trên quần lót phát ra mùi đến xem, hẳn không phải là nhân loại, nếu như ta hít sâu một cái, hẳn là có thế nương tựa theo mùi tìm tới hướng đi của hắn. Chương 80, Lạng Vĩ Lâu, ông Văn nụ cười trên mặt 10 phần cứng ngắc, hắn dùng hai ngón tay nắm vuốt cái này cái quần lót, thực sự không muốn dùng lực đi hút mùi của nó, tìm tiếp, có lẽ có khác mùi nặng vật phẩm, tìm kiếm thêm vài phút đồng hồ về sau, Ông Văn thất vọng, nơi này có giá trị manh mối chỉ có đầu này đồ lót, nghe một chút, liền nhẹ nghe một chút, Ông Văn một mặt ghét bỏ tiếng đến cái kia không biết bao lâu không có tẩy đồ lót trước, hít sâu một ngụm, sau đó liếc mắt, da mặt bất quy tắc rung rung. PS1, ai nha mã mẹ nó so với nhân loại còn khó nghe. Sạch chết lão tử, ta thề bắt đến ngươi về sau, ta sẽ không để cho ngươi thoải mái. Nôn khang một trận về sau, ông Văn Bình phục tâm tình, xuất ra cái bật lửa, đem cái này đồ lót châm. Hắn ngửi qua thứ này sự tình, không thể bộc lộ ra đi, không cho phép có người biết, đốt sạch sẽ về sau. Ông Văn Bày làm ra một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, đi ra gian phòng này, trông thấy hai người đang đem những thi thể này ra bên ngoài vận. Mặc dù, những thi thể này trên bản chất đã không tính nhân loại, nhưng tất lại còn có lấy nhân loại túi da, không thể tùy ý thi thể của bọn hắn ở đây hư thối rơi, sắp chết người hỏa tán, không cho người mất sau khi chết không thể là nhà, là thợ săn hiệp hội một hướng phong cách làm việc. Ông Văn mình chưa chắc có thể làm như thế, nhưng hắn cũng tôn trọng thợ săn hiệp sẽ cách làm như vậy. Nói đến, khó xử lý nhất liền là bị Ôn Văn chế phục khôi lỗi, hắn hạ thủ nặng, bị diêm tu giết chết còn có thể bảo trì một cái toàn thay bị ôn văn giết chết vậy liền đoán chừng muốn chấp vá một chút ta hiện tại đại khái có thể xác định tên kia rời đi phương hướng có thể làm một chút đơn giản truy tung các ngươi nhanh lên xử lý xong chúng ta đuổi theo chậm hắn khả năng liền chạy xa anh ta nói không sai ngươi quả nhiên thích hợp làm một chuyến này lâm lộ đem một cái đầu lâu cùng thân thể liều cùng một chỗ về sau kinh ngạc nhìn ôn văn vài lần ca của ngươi ôn văn nghi hoặc hỏi lâm triết viễn chính là ta ca A hai ta đều họ lâm lại tại làm việc với nhau ta cho là ngươi biết đâu lâm lộ trừng to mắt ông văn vậy mà không biết nếu không phải là các ngươi thợ săn hiệp hội nhân viên tư liệu đều là siêu cấp mã hóa ta đã sớm đem các ngươi ra cái úp sấp ông văn nhã rảnh nói lâm lộ ở nơi đó xử lý thi thể mà ông văn cùng diêm tu thì phải thiêu hủy cái này quỷ dị khách sạn cứ việc khách sạn này bản thân giống như cũng không nguy hiểm nhưng có thể trở thành quái vật lâm thời chỗ ở vì lẽ đó không thể tùy ý thứ này bốn phía loạn đi dạo. Hai người tại phụ cận tìm chút củi khô, có theo ôn văn trong xe tìm chút dầu nhiên liệu, tưới đến củi khô phía trên, đốt đốt lên, hỏa diễm cháy hừng hực, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ khách sạn. Ha ha, vậy mà liền như thế đàng hoàng bị đốt, có chút vượt quá dự liệu của ta, ta còn tưởng rằng xảy ra chút yêu thiêu thân đâu, thật không có ý nghĩa. Ông Văn nhìn xem khách sạn này, tiếc núi nói, hắn vừa dứt lời, khách sạn này bịch một chút trực tiếp vô tung vô ảnh lấm ta lấm tấm hỏa tinh phiêu rơi xuống tựa như ảo mộng diêm tu cùng bên kia đốt thi thể lâm lộ hai người đồng thời nhìn về phía ôn văn thẳng đem ôn văn nhìn giơ tay lên hậm hực nói ta nghĩ đây cũng không trách ta phòng này mình sẽ chạy ta cũng không quản được a à. hai người vẫn là nhìn xem ôn văn thế là ôn văn ôm lấy súng phóng tên lửa nói muốn hướng ta ban đầu nói trực tiếp hai phát đạn hỏa tiễn đi lên phòng này trực tiếp liền xong đời căn bản không có cơ hội chạy, chỉ còn lại hai phát đạn hỏa tiễn súng phóng tên lửa không có phát huy được tác dụng, để ôn văn có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác, đem sự tình xử lý hoàn tất, ôn văn hít sâu một hơi, đại khái xác nhận phương hướng, liền lái xe đuổi tới, quái vật mùi muốn so với người bình thường nồng hậu dày đặc một chút, người bình thường không phân biệt được, nhưng ôn văn phân biệt rất nhẹ nhàng, vừa đi vừa nghỉ, ba người vậy mà về tới phù dung hà thị. Quái vật kia vậy mà lại về tới phù dung hà thị. Lá gan đủ lớn a. À. Lâm Lộ tay xoa xoa nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, nội thành bên trong mùi quá tạp, ta không cách nào lại tiến hành truy tung, tiếp xuống phải nhờ vào các ngươi, nếu như tìm tới con quái vật này nhất định phải ta tham gia bắt hành động. Ông Văn dừng xe lại, đối Lâm Lộ cùng Diêm Tu nói, không cách nào tiếp tục truy tung. Diêm Tu nhíu mày hỏi, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thị khu trình độ phức tạp không phải cái kia một đầu đường cái dây có thể so sánh, ta chỉ có thể xác nhận hắn tiến vào phù dung hà thị, cụ thể ở nơi đó nhưng lại không biết, ông Văn đương nhiên có thể tiếp tục đuổi ra được, nhưng như thế hai người này tất nhiên sẽ cùng theo hắn, đến lúc đó hắn liền không tiện hạ thủ đem cái kia phía sau màn hắc thủ nhốt vào thu dung sở. Mà lại hắn cũng không muốn để cho thợ săn hiệp hội quá cao đánh giá năng lực của hắn, bảo trì một cái mơ hồ giới hạn là tốt nhất đã ôn văn biểu thị không thể tiếp tục đuổi ra được ba người ngay ở chỗ này tách ra mà ôn văn đầu tiên là về nhà đem xe ngừng tốt liền thuận khí vị truy lùng đi qua điều khiển khôi lỗi năng lực này ôn văn tình thế bắt buộc nếu như hắn có thể thu hoạch được năng lực này về sau làm sự tình liền thuận tiện rất nhiều coi như không giết người làm khôi lỗi cũng có thể dùng động vật hoặc là dùng đưa tới cửa địch nhân làm hắn lại trở lại thành thị lối vào thuận mơ hồ mùi bắt đầu tìm kiếm tại cái kia một cái quần lót lên nghe được hương vị, tựa như một cái tính tiêu, mỗi giờ mỗi khắc không còn chỉ dẫn lấy ôn văn tiến lên phương hướng, loại này sẽ không che giấu mình mùi quái vật, ôn văn tìm kiếm thực sự là quá dễ dàng, tìm được, tìm được, hắn đã tìm được một tòa lạng vĩ lâu, chấm chấm chấm, cái này lạng vĩ lâu chừng mười mấy tầng cao, tòa nhà rất lớn, trong lầu ẩn ẩn có có chút ánh nến, trong này cũng có người ở lại, hoa phủ đại khu lạng vĩ lâu, phần lớn bởi vì tài chính không đủ không cách nào thanh toán công nhân tiền lương hoặc là nhà đầu tư chạy trốn hoặc là làm trái quy tắc các loại kiến trúc đủ loại nguyên nhân không cách nào tiếp tục kiến tạo xuống dưới bởi vì rất nhiều tranh chấp loại này lạng vĩ lâu rất dễ dàng liền trở thành việc không ai quản lý khu vực thế là liền thành âm u sinh sôi nơi bởi vì không người quản lý cũng không cần tiền thuê nhà rất nhiều sinh sống không nổi gia đình người nhặt rác kẻ lang thang tội phạm truy nã đều sẽ ở loại địa phương này ở lại thậm chí cả một chút trên đường màu đen giao dịch đều sẽ chọn lựa loại địa phương này tiến hành. Nơi này nghiễm nhiên là trong thành thị không người quản lý màu xám khu vực, tự nhiên, trong đó cũng có được quái vật ở lại. Từ hải vừa đến nơi đây không bao lâu, âu phục dày da hắn cùng nơi này phản phất không hợp nhau, nhưng cũng chỉ có nơi này sẽ là hắn dung thân chỗ. Hắn lúc đầu hang ổ bị thợ săn lật ngược, vì lẽ đó chỉ có thể tới đây. Cái kia biết di động phòng ốc, là hắn thật vất vả tìm tới, phòng ốc bản thân chỉ là một cái cổ kính không người khách sạn, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại có người địa phương cần. Nếu như không có hắn loại quái vật này chiếm cứ cái này khách sạn, cái kia khách sạn này còn tính là một cái tạo phúc xã hội thần kỳ phòng ốc. Nhưng khi từ hải tiến vào cái kia phòng ốc về sau, mượn cái kia phòng ốc đặc tính, đem sở hữu tiến vào khách sạn người tất cả đều biến thành của hắn khôi lỗi, không có bỏ qua một cái, chiếm cứ phòng ốc này về sau, hắn theo một cái nhỏ yếu khôi lỗi sư, cấp tốc biến cường đại